chương 241. Cạch. Dư bảo nguyên ấn bật lửa. Nhưng mà, trên vòi phun của bật lửa, cũng không phun ra lửa. nhiên liệu bên trong đã dùng hết, chiếc bật lửa này đã tương đương với phế bỏ. Cố phong đã đi ra ngoài rất nhiều lần, chỉ muốn tìm một nơi khô ráo, dễ đốt, để bọn họ chăm đóng lửa trải qua đêm bão rét lạnh. Nhưng cơn mưa to dai dẳng này, khiến cả khu đảo ướt đẫm, cơ hội một đoạn gỗ khô tìm khắp không được đôi môi dư bảo nguyên tái nhợt trán cậu cũng rất nóng cơn sốt của cậu vốn đang dần lui nhưng bị cơn bão này kích thích cơn sốt lại lên hơn nữa rất lâu không giảm ban đêm càng ngày càng lạnh càng ngày càng ẩm ướt không có thuốc không có dụng cụ chữa bệnh cần thiết thậm chí ngay cả đồ nhóm lửa cũng không có dư bảo nguyên cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi tiếng bước chân truyền đến dư bảo nguyên mở mắt nhìn là cố phong trở lại Cố Phong lại cởi chiếc áo cuối cùng trên người mình ra, thấm nước lạnh, đặt trên trán Dư Bảo Nguyên hạ nhiệt độ giúp cậu. Mà Cố Phong, hoàn toàn lỏa thân trên, đã bị nhiệt độ ban đêm lạnh cống đến phát run. Da hắn đã bị gió và mưa rét làm đông cứng đến nứt nẻ. Mà hắn vẫn đang cố chống đỡ. Xin lỗi, Bảo Bối, Cố Phong ngồi xuống bên cạnh Dư Bảo Nguyên, tôi đã cố gắng, nhưng thật sự không tìm được cái đốt lửa được. Dư Bảo Nguyên căng cái đầu đang hỗn loạn lắc lắc đầu, Tôi vẫn ổn, anh. Anh đừng cởi trần, mặc ít đồ vào, nếu không anh cũng sẽ bị ốm. Tôi không sao, tôi rất khỏe, thật đấy, Cố Phong cắn răng nói. Đã một tuần rồi, Dư Bảo Nguyên thở dài, có phải người bên ngoài đã bỏ hai chúng ta rồi không? Sẽ không, Cố Phong kiên định nói, nhất định sẽ có người đến tìm chúng ta, nhất định. Dư Bảo Nguyên lẩm bẩm một tiếng, ngay cả Cố Phong cũng không nghe rõ cậu nói cái gì cố phong nhìn cậu co rụt người lại đau lòng vô cùng nhìn mấy tảng đá lớn bên ngoài hang bên trong lạnh quá còn thường xuyên có gió tôi ra ngoài chuyển đá vào chồng lên chắn gió cho em đừng dư bảo nguyên cản hắn lại bên ngoài mưa rất to anh còn thân thể trần truồng anh không chịu được cố phong lắc lắc đầu để tôi thấy em chịu khổ còn khó chịu hơn để tôi chết vừa nói hắn dứt khoát đứng dậy đi tới cửa hang cắn chặt trăng dời một tảng đá lớn vào trong hang. Lúc hắn đi gần đến phía trước dư bảo nguyên, bỗng nhiên dưới chân dẫm lên thứ gì, lão đảo một cái, cả người ngã nhào, tảng đá to kia cũng rơi bịch bên cạnh. Cố phong ngã xuống, chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt đã không cách nào nhịn được. Hắn không nhịn được, bị đau hô to một tiếng. Dư bảo nguyên nghe thấy tiếng kêu đau của cố phong, chợt tỉnh táo lại, kéo thân thể nặng trĩu đến bên cạnh cố phong, để tôi xem đập vào đâu. Không. Cố phong chột dạ, tôi rất khỏe, thật đấy. Tôi không sao đâu, em về nằm đi, tôi khiên đá cho em. Không được, dư bảo nguyên quát, con mẹ anh đàng hoàng chút, để tôi xem chỗ nào bị thương. Cố phong gắn gượng ngồi dậy, tôi thật sự không sao, em xem, tôi vẫn có thể. Lời của hắn còn chưa nói hết, dư bảo nguyên cố chấp đã kéo chân trái của hắn qua, từ dưới lên trên chậm chậm sáng quần. Dư bảo nguyên vốn cho rằng, trên đùi cố phong hẳn sẽ có vết thương bị ngã va đập phải nhưng cậu sai rồi lúc cậu nhìn thấy vết thương trên bắp chân cố phong thối rửa một mảng thậm chí ứa mũ ra ngoài cậu quả thực quên mất cả hô hấp đây là dư bảo nguyên khiếp sợ quay đầu nhìn mặt cố phong cố phong lúng túng kéo ống quần xuống bảo bối em yên tâm tôi thật sự không sao tôi vẫn có thể bán mạng cho em thật đấy mặc kệ tôi đi gió trong hang thổi u u dư bảo nguyên nhìn vết thương thấu người cả người ngơ ra một câu cũng không nói được tại sao không nói với tôi hồi lâu dư bảo nguyên cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cố phong im lặng một lát bỗng nhiên cười một tiếng có lẽ tôi tự nghĩ nhiều rồi đi nhưng mà tôi sợ em lo lắng sợ em không yên lòng vậy con mẹ anh xương cốt cứng vậy à dư bảo nguyên bỗng nhiên nói anh biết rõ vết thương trên chân mình lớn như vậy anh còn đi khắp nơi bắt cá ngâm nước anh thật sự cảm giác mình làm bằng sắt à nào cố phong kéo tay dư bảo nguyên kéo người đến trong ngực mình thỏa mãn thở dài em có lẽ không nhất định sẽ tin tôi bây giờ muốn bảo vệ em nhiều cỡ nào muốn bù đắp em nhiều cỡ nào muốn yêu em cỡ nào trong lòng dư bảo nguyên run lên mẹ nó tên khốn anh bảo bối đôi mắt cố phong tràn ngập tình ý nhìn khuôn mặt dư bảo nguyên sau đó không nhịn được hôn lên mặt cậu lúc em bị kéo từ trên bông thuyền xuống tôi cảm thấy tim tôi cũng ngừng đập. Sau đó, thấy em phát sốt khó chịu, thấy em bị thương, tôi đau lòng hơn ai khác. Một chút đau của em, rơi vào trong mắt tôi, chính là đau âm ỉ. Dư Bảo Nguyên lần đầu tiên không dãy dùa không phản bác, mà yên lặng nghe cố phong. Gió trong hang vẫn thổi, mang theo mặn ẩm của biển. Tôi tình nguyện đau vô cùng, cũng không muốn để em đau một chút, cố phong tự dễu cười cười, tôi đã mắc nợ em rất nhiều, tôi bây giờ liều mạng muốn cứu vãn, muốn bù đắp. Dư Bảo Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không nhìn được mũi chua xót, ẩm ướt lan lên hốc mắt. Xin lỗi, cố phong ông chặt Dư Bảo Nguyên vào trong ngực, dường như chỉ có nhiệt độ của người này mới có thể khiến mình an tâm. Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi. Trước đây, đã làm nhiều chuyện tổn thương em. Con người tôi trì độn, em đối tốt với tôi, tôi đều hưởng thụ, nhưng lại đối xử lạnh nhạt với em. Dư Bảo Nguyên nghe đến đây, quay mặt đi. Cố Phong không nhìn thấy, nhưng hắn biết, người đàn ông này lúc này đây nhất định mắt đỏ như thỏ. Trước đây, tôi có phải rất tra không? Trong lòng Cố Phong đập liên hồi hỏi, em mấy năm đó, có phải bởi vì tôi, trải qua rất đau khổ rất tuyệt vọng không? Rất tra, Dư Bảo Nguyên hít hít mũi, nhưng đã qua rồi. Cố Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng cọ đầu Dư Bảo Nguyên, giống như cúng lớn trung thành nhất. Nếu sớm biết có một ngày, tôi sẽ yêu em như vậy tôi nhất định nhất định vào lần đầu tiên gặp mặt em sẽ ôm chặt em vào trong ngực không để em chịu chút xíu tuổi thân dư bảo nguyên nín khóc mà cười câu này của anh ngốc thật thật đó cố phong cũng vừa cười vừa đau lòng mà lau nước mắt ở khóe mắt dư bảo nguyên tôi thời gian này biểu hiện tốt chứ em hài lòng không dư bảo nguyên dựa sát vào ngực người này nghe nhịp tim vững vàng của hắn gật gật đầu bảo bối thế vẫn chưa đủ cố phong sờ sờ đầu dư bảo nguyên tôi còn có thể đối tốt với em hơn tôi còn có thể cưng em đến tận trời dư bảo nguyên không chịu nổi mà cắn cố phong một miếng đồ khốn tôi còn tưởng sẽ ở nơi rất lãng mạn nào đó chứ cố phong lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói không nghĩ đến nơi hai ta cởi bỏ khúc mắt sẽ là cái đảo nát này ai cởi khúc mắt với anh dư bảo nguyên lườm hắn một cái quay đầu đi cố phong khẩn trương ghé tới em vẫn oán tôi vậy tôi tiếp tục. Lời của hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy Dư Bảo Nguyên đột nhiên xoay đầu lại, hai tay vòng quanh cổ Cố Phong, trực tiếp ghé tới hôn lên môi hắn. Cố Phong cả kinh, sau đó, niềm vui từ trong lòng bay lên. Ý của Dư Bảo Nguyên là, Dư Bảo Nguyên hôn rất nghiêm túc, cũng rất xâm nhập, nhưng cuối cùng bị Cố Phong chiếm quyền chủ động. Cố Phong đè sau óc cậu, đè chặt người trong ngực, tùy ý xâm chiếm môi lưỡi cậu, khó chia khó lìa, vừa yêu vừa muốn bảo bối em có phải cố phong ấp úng muốn nói ra khỏi miệng nhưng bỗng dưng không có can đảm dư bảo nguyên hừ một tiếng sau này nếu còn dám đối với em như vậy em liền xách vali đi để anh mãi mãi không tìm thấy cả người cố phong run rẩy lời này của dư bảo nguyên có phải biểu thị mẹ sư vẫn là phải bắt nạt anh ngược hết lại những bực bội đã phải chịu dư bảo nguyên tàn bạo trận mắt với người đàn ông mừng rỡ trước mặt sau này ở bên em rồi, anh khẳng định phải chịu cáu gắt của em, anh nghĩ kỹ đi, giờ hối hận vẫn còn cơ. Chữ hồi của cậu còn chưa nói ra, đã bị Cố Phong hung hăng đè lại. Hối hận? Không thể nào, Cố Phong nóng hầm hập dán vào trên người Dư Bảo Nguyên, hận không thể nhào nặng người vào trong cơ thể mình, anh đã lĩnh hội cảm giác đánh mất em rồi, thật sự quá thống khổ, cho nên anh tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa, tuyệt đối không. Dư Bảo Nguyên bưng mặt Cố Phong, khóe môi hơi câu lên, sau này đàng hoàng đi theo gia, còn để em phát hiện anh nọ kia, em chặt chỗ đó của anh. Chỗ đó là đồ dùng chuyên dụng của em, cố phong không nhịn được hôn dư bảo nguyên một cái, chỉ cần em muốn, tôi mỗi tối hiến lương thực, em kiểm tra, nhé. Dư bảo nguyên nắm nắm đấm đánh ngực hắn một cái, đồ đần, tra nam đáng chết, móng heo thối, đồ khốn. Mật ngữ bên trong hang dần yếu đi, theo trong hang dần yên tĩnh, Mưa to đủ ba ngày ở biển ngoài hang động, dần dần yên lặng. Trời, sắp quang rồi. Một cây gậy gỗ nhỏ, lướt qua biểu đồ hải lưu bằng giấy. Chúng tôi mời giáo sư chuyên nghiệp nhất có kinh nghiệm nhất trong cục, một nhân viên nghiêm túc nói. Giáo sư căn cứ vào bản đồ tuần hoàn khí quyển và tư liệu khác mà trung tâm khí tượng cung cấp, kết hợp với hướng hải lưu trên biển, đại khái vạch ra tuyến đường này. Bạch hướng thịnh ông cố gia duệ, mạnh mãn long ông mạnh diệt diệm, bên cạnh hai bọn họ còn đứng lộ dương và lục dương đối diện hai bọn họ còn có anna và tiểu chu bọn họ ai cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn bản đồ hải lưu khổ rộng không chớp mắt cho tới nay tin tức mà công tác cứu viện gửi đến đều không có chút tiến triển nào không có chút phát hiện bọn họ vốn đã sắp tuyệt vọng rốt cục hôm nay nhận được thành quả sau khi nghiên cứu của giáo sư bọn họ lập tức chạy đến vây quanh một vòng hy vọng có thể phát hiện gì đó cây gậy của nhân viên chỉ vào một điểm, căn cứ vào máy định vị trên thuyền, lúc tai nạn trên biển phát sinh, thân thuyền hẳn là ở kinh độ và vĩ độ này. Kinh vĩ độ này giao giữa Xuân Hạ, hướng hải lưu trên biển là ngược lục địa, lại kết hợp với tin tức cơn bão, giáo sư Trần cảm thấy, hướng trôi trên biển hẳn như vậy. Vừa nói, nhân viên công tác này dùng bút nốt màu đỏ, dựa theo đường ảo mà giáo sư Trần vẽ ra, vẽ một thực tuyến đỏ đậm, dọc theo hướng này đi tìm, có lẽ công tác cứu viện có thể đột phá. Lại một ngày trôi qua. Bão trên biển bình lặng, Cố Phong và Dư Bảo Nguyên trên đảo cũng gần như lâm vào tình cảnh gian nan nhất. Cây cối trải qua trút nước điên cùng ba ngày, toàn bộ ướt đẫm, cơ hồ không tìm được mấy đoạn gỗ khô có thể đốt cháy. Cho dù tìm được, cũng thiếu chất dẫn cháy, làm thế nào cũng không ra lửa. Không có lửa, bắt được cá cũng không cách nào nướng chín ăn, thức ăn lại trở thành vấn đề. Trong hang, Dư Bảo Nguyên lại uống ngụm nước ngọt, nhìn tài nguyên sinh tồn càng ngày càng ít, niềm hy vọng trong lòng phai nhạt từng chút một. Cậu cầm điện thoại của Cố Phong, nhìn lượng tin. 3% Mấy hôm nay, Dư Bảo Nguyên cầm điện thoại của Cố Phong, bình thường vẫn tắt máy, chỉ có lúc nhớ con không chịu nổi mới sẽ mở, lật ảnh, video của nhãi con nhà mình trong album ảnh, xem xong liền tắt, vì vậy, sau thời gian hơn một tuần, chiếc điện thoại này vẫn có thể còn lại lượng tin 3% nhưng nhìn tình hình, lượng pin này cũng không sống qua hôm nay được. Dư Bảo Nguyên cầm điện thoại thở dài. Bên ngoài hang, Cố Phong đã về, chân hắn bị Dư Bảo Nguyên cưỡng chế dùng nước ngọt rửa ráy chút, sau đó xé áo sơ mi thành miếng vải băng bên trên, mặc dù tác dụng không lớn lắm, nhưng tốt hơn là không xử lý. Cố Phong khập khiễng đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên ngồi xuống, nhìn điện thoại của mình, thở dài, sắp hết pin à. Đợi đến lúc cây trên núi khô, chúng ta lại đi bẻ một ít về dự trữ, hầu kết dư bảo nguyên giật giật, đến lúc chúng ta cùng làm thiết bị đánh lửa, nhất định có thể làm ra lửa. Chỉ lần có lửa, chúng ta vẫn có thể sống một thời gian. Cố phong gật gật đầu, duỗi tay ông lấy dư bảo nguyên. Anh nói, cổ hồng dư bảo nguyên bỗng nhiên nghẹn lại, anh nói, người bên ngoài có phải đã sớm dừng cứu viện, cho rằng chúng ta đã chết không? Cố phong trầm mặt. Cũng đúng, biển rộng mênh mông, nên tìm từ chỗ nào chứ? Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, nói không chừng, tang lễ của chúng ta cũng đã lo xong rồi á, ha ha. Lúc mọi người đều không nhận được tin tức của Cố Phong và Dư Bảo Nguyên, chỉ có Dư Bảo Nguyên và Cố Phong biết, ở trên hoang đảo này, bọn họ vẫn đang ngoan cường sinh tồn. Không biết Duệ Duệ nhìn thấy di ảnh của chúng ta có khóc không, Dư Bảo Nguyên tự dễu cười cười, nhưng mà nó vẫn bé như vậy, hẳn là không hiểu. Miệng Cố Phong cử động, vợ à điện thoại còn mỗi xíu pin thôi dư bảo nguyên cầm di động trước mặt ánh sáng màn hình lóa mắt chiếu sáng khuôn mặt cậu có lẽ bọn họ đời này cũng không cách nào ra ngoài dư bảo nguyên nghĩ nếu bọn họ lưu lại một hình ảnh trong điện thoại sau khi bọn họ chết có đội thám hiểm xa lạ đến hoang đảo bọn họ có thể phát hiện chiếc điện thoại này không vậy đến lúc đó duệ duệ đã trưởng thành có phải có thể nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng lưu lại trên thế giới của hai người cha nó không? Trong lòng Dư Bảo Nguyên chật động, ngẩng đầu nhìn Cố Phong. Đều tùy em, Cố Phong khẽ cười nói. Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, mở chức năng quay video camera trước. Lượng tin bắt đầu hao nhanh. Dư Bảo Nguyên nhìn mình và Cố Phong xuất hiện trên màn hình, dáng vẻ thật lôi thôi. Cậu nhẹ nhàng cười, rốt cuộc mở miệng nói, tôi tên là Dư Bảo Nguyên, người Trung Quốc, trong một tai nạn trên biển bất hạnh rơi xuống nước dạt đến đảo nhỏ này vừa nói cậu chuyển ống kính đến khuôn mặt cố phong người đàn ông này là chồng tôi anh ấy tên là cố phong cũng là người trung quốc vì cứu tôi mà cùng nhảy xuống biển trên đảo nhỏ này tôi và anh ấy cùng nhau trải qua thời gian cuối cùng dư bảo nguyên hít sâu một hơi hướng ống kính lộ ra nụ cười tôi không biết đoạn video này sẽ được ai nhìn thấy nhưng tôi hy vọng bạn nhìn thấy video này có thể giúp tôi giao lại cho người nhà và bạn bè tôi tôi còn có mấy lời rất muốn nói với bọn họ thịnh thịnh mạnh tổng từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai người tôi đã cảm thấy các anh nhất định là một đôi xứng đôi nhất thịnh thịnh anh ngoài mặt cao lãnh nhưng trong lòng ấm áp mạnh tổng anh nhìn như thô lỗ nhưng lại rất quan tâm các anh là một đôi bổ sung cho nhau nhất cảm ơn các anh đã chiếu cố bởi vì các anh tôi mới có thể vượt qua từng cửa ải khó trước đây là các anh mới để tôi một lần nữa tin tưởng, tình yêu thật sự tồn tại, hơn nữa nó thật sự vĩ đại. Con gà lẳng lơ, Lục Dương, hai các cậu đều là người quen cũ của tớ. Có lẽ từ lúc các cậu trao đổi tên với nhau, đã nhất định các cậu phải cột vào nhau. Con gà lẳng lơ, cậu phải học được dũng cảm, Lục Dương rất tốt, cậu nhất định phải đứng bên anh ấy, không được lùi bước. Các cậu đã trải qua đau khổ chồng chất, kế tiếp là rất nhiều rất nhiều hạnh phúc nhất định không được vì chuyện vặt vảnh mà khúc mắt. Hai các cậu đều là một phần trong ký ức thanh xuân của tớ, rất cảm ơn cả con đường đã có các cậu cùng làm bạn. Tưởng Hạo, Lý Kha, hai các anh. Tôi nói thế nào nhỉ, một đôi oan gia, hai các anh cãi nhau, chắc là chưa phân rõ cái gì là tình bạn, cái gì là tình yêu. Sớm hiểu trái tim mình nhé, đừng tạo thành tiếc nuối cho bản thân, tôi hy vọng các anh cũng có thể hạnh phúc, thật đó. Anna, Tiểu Chu, chúng ta là đồng nghiệp, nhưng lại không chỉ là đồng nghiệp. Lúc tôi u ám nhất là hai người đã cùng tôi vượt qua, rất cảm ơn hai người. Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội để báo đáp hai người, rất xin lỗi. Chị Na, em không biết người phụ nữ nội tâm nhạy cảm như chị nhìn thấy cái này có khóc không, nhưng mà khóc cũng không sao, trong học tầng thứ ba tủ bên phải phòng trợ lý. Giấu một bọc khăn giấy xịn mà năm ngoái hai chúng ta mồng ngày một tháng mười cướp được, cầm đi lau nước mắt, cố gắng sống sớm hạnh phúc em thật sự rất yêu hai người nói đến đây mắt dư bảo nguyên đã đỏ bừng nhưng cậu vẫn cười nói đúng rồi còn có khoai sọ nhóc con lúc mày được tao nhặt về vẫn nhỏ xíu như vậy giờ đã lớn rồi bình thường không được nghịch ngợm không được dở tính tình phải nhớ nghe lời anh chị đúng giờ ăn thức ăn cho mèo thường xuyên đi dạo thường xuyên đi phơi nắng tao chắc không về được nữa không thể lại nấu cho mày một bữa cá mày là con mèo kiêu ngạo tự mình cũng phải sống tốt được không nói xong những thứ này cậu dừng lại một lát sau đó cậu lại hít một hơi một giọt nước mắt từ hốc mắt lăn ra cuối cùng còn có duệ duệ của ba dư bảo nguyên mang theo nước mắt cười nói duệ duệ dư bảo nguyên lau nước mắt âm thanh đã bắt đầu nức nở không biết lúc con nhìn thấy đoạn video này đã mấy tuổi rồi ba vẫn nhớ lần cuối cùng ông con là ở trên biển nếu như ba biết đó là lần cuối cùng ba có thể ôm con ba nhất định ôm con thêm một lát hôn con thêm một lát con là đứa bé ba quên mình đổi lấy con đối với ba mà nói là bảo bối quý giá nhất trong đôi mắt dư bảo nguyên toàn là ấm ướt ba là đàn ông nhưng bởi vì tỷ lệ sinh lý cực nhỏ mà sinh ra con con là do đàn ông sinh nhưng mà con tuyệt đối không thể vì vậy cảm giác mình là ngoại tộc mà tự ti con là duệ duệ mà ba yêu nhất là bảo bối kiêu ngạo của ba biết không sau khi ba đi có lẽ chú bạch của con vẫn luôn chăm sóc con con phải biết cảm ơn ba và đát đi đều sẽ yên lặng chúc phúc cho con mong con trở thành người tốt hơn duyên phận của ba và con quá ngắn có lẽ chỉ có thể đi cùng con tới đây nhưng ba cầu xin con đừng quên ba và đát đi được không ôi dư bảo nguyên ngậm nước mắt nhìn ống kính càng nói càng đau lòng nhưng mà nhưng mà ba thật sự rất nhớ dư bảo nguyên nghẹn ngào cơ hồ không nói ra lời, ba thật sự muốn dắt bàn tay nhỏ bé ấm áp của con, ông thân thể nhỏ bé ấm áp của con, ba còn muốn đích thân đang cho con một đôi giày nhỏ, còn muốn đang cho con một đôi găng tay nhỏ. Duệ duệ, xin lỗi, ba không làm được. Đứa nhỏ mà ba bận lòng rốt cục cũng lớn rồi, dư bảo nguyên giống như cách ống kính, nhìn cố gia duệ bên kia lớn lên, anh Tuấn mê người, cũng đang ngậm lệ nóng nhìn cậu, cũng tốt, cũng tốt. Duệ duệ, con phải nhớ, Ba tên là Dư Bảo Nguyên, Đác Đi tên là Cố Phong, con là bảo bối của ba và Đác Đi, cũng là niềm kiêu ngạo mãi mãi của ba và Đác Đi. Nói xong câu này, Dư Bảo Nguyên quay đầu nhìn, Cố Phong đã giả bộ thoải mái mà quay đầu đi. Nhưng, trong chớp mắt Cố Phong quay đầu đi, Dư Bảo Nguyên rõ ràng nhìn thấy, người đàn ông bình thường cứng rắn, rõ ràng đã lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng của cuối cùng, Dư Bảo Nguyên nhìn mình trong màn hình, Cố Phong. Thân thể Cố Phong ngồi bên cạnh rung lên, dường như không nghĩ tới dư bảo nguyên sẽ nhắc đến mình chúng ta quen nhau ở xí nghiệp cố thị lúc đó anh là tổng tài em là ứng viên nhưng buồn cười chính là ứng viên em đây cái nhìn đầu tiên không chú ý đến người phỏng vấn lại để ý tổng tài đại nhân nhà bọn họ dư bảo nguyên nhìn ống kính nói chuyện mà ngón út của cố phong ở dưới ống kính lén câu ngón út của dư bảo nguyên năm năm đó cố phong em thật sự rất yêu anh cho dù bị anh đối xử lạnh nhạt cũng vẫn muốn vô liêm sĩ mà đối tốt với anh luôn cảm thấy có một ngày anh sẽ đáp lại em sau đó anh đón người khác về nhà em rốt cục hết hy vọng rời đi rồi hai chúng ta xáo trộn toàn bộ em không thể phủ nhận lúc rời khỏi anh em rất quyết tuyệt nghĩ nhất định phải cách thật xa thằng khốn anh không muốn nhiều lời với anh thêm một câu nhưng mà em cũng không thể phủ nhận từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đến bây giờ trong lòng em luôn có anh. Cố phong chợt quay đầu nhìn Dư Bảo Nguyên. Đôi mắt anh Tuấn kia đã quay cuồng sóng lớn. Anh nói anh hối hận, em cũng không dám tin. Nhưng lần này, anh thật sự thông suốt rồi. Anh dùng hành động của anh để chứng minh, anh thật sự hiểu rõ tình cảm, biết được, học được. Cho nên, thời gian cuối cùng ở hoang đảo, em lựa chọn tha thứ cho anh. Dù sao chết cũng không xa, vậy thì... Yêu thêm lần nữa đi. Trong đôi mắt cố phong toàn là nước mắt, ngay cả hô hấp, cũng run rẩy. Dư bảo nguyên giả bộ thoải mái mà hướng ống kính cười cười, lau đi lệ nóng khóe mắt lan xuống. Tất cả bạn của tôi, Thịnh Thịnh, Mạnh Tổng, Gà Lẳng Lơ, Lục Dương, Tưởng Hạo, Lý Kha, Anna, Tiểu Chu, Khoai Sọ. Còn có những người khác, nếu như có thể gặp mọi người đến vĩnh viễn, thật là tốt biết bao. Lúc mọi người nhìn thấy video này, tôi chắc đã rời khỏi thế giới này rồi, nhưng có mọi người làm bạn, tôi rất may mắn, thời gian cùng cười cùng khóc với mọi người, tôi sẽ mãi 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 ghi trong lòng. Dư Bảo Nguyên ở dưới ống kính kéo tay Cố Phong, anh cũng nói mấy câu với Duệ Duệ. Vừa nói, Dư Bảo Nguyên tự mình nói trước, Duệ Duệ, bà nói trước nhé, bà yêu con, thật sự rất yêu con. Ống kính chuyển tới bên Cố Phong. Cố Phong ho khan, sau đó sắc mặt hơi ửng đỏ. Nhãi con, đã đi cũng yêu con. Dứt lời Dư Bảo Nguyên nhìn Cố Phong trên màn hình bỗng nhiên chuyển đầu về hướng mình, tràn đầy ái ý và vẻ mặt thân mật, nhưng đát đi yêu ba hơn. Dư Bảo Nguyên nín khóc mỉm cười. Ba cũng yêu đát đi. Dứt lời, Dư Bảo Nguyên cuối cùng kết thúc quay video, ném di động sang một bên. Mười giây sau, màn hình điện thoại chợt đen lại. Tự động tắt máy. Nhưng mà, đã không ai để ý nó nữa, bởi vì hai người đàn ông trong hang động đã giống như hai con giả thú nhiệt tình nóng bóng hôn nhau điên cuồng mà dùng nụ hôn để diễn tả yêu thương nhiệt liệt với đối phương hai bọn họ ở trong thân mật và thủ thỉ thời gian một ngày không ngờ chậm rãi trôi qua dư bảo nguyên và cố phong đã không còn bao nhiêu quần áo che đậy chặt chẽ ông lấy nhau hai chúng ta có phải có phải không chịu được nữa rồi không dư bảo nguyên run rẩy nói sẽ không sẽ không đâu bảo bối cố phong ông dư bảo nguyên chặt hơn rất nhanh là sáng rồi rất nhanh là có mặt trời rồi. Mong chờ ở bên anh nhiều năm như vậy, giờ mới chân chính ở bên nhau mấy ngày, đã mẹ nó phải chết, dư bảo nguyên lạnh cống đến môi tím bầm, ông trời thật khốn khiếp. Cố phong siết chặt người trong ngực, dùng mảng lớn lưng lõa lồ của mình, giúp dư bảo nguyên chắn gió lạnh như dao găm, bảo bối, sẽ không. Chịu đựng qua tối nay, chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều hạnh phúc. Ông xã sẽ bên em thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu gió lạnh thổi vù vù không chút lưu tình lúc cố phong bắt đầu từ từ lâm vào trong cõi mộng mơ hồ cả người hắn bỗng nhiên run lên đột nhiên giật mình đôi mắt mở ra tỉnh táo bởi vì trong nháy mắt vừa rồi hắn nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng lưu lạc ở hoang đảo một tuần còn sống ngoài ý muốn chạy trốn trong biển lớn gió bão sóng to bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì là báo thù hoặc là giết hại vì tình Bọn họ tại sao ở trong bước đường cùng lại còn sống một cách kỳ tích? Phóng viên đài truyền hình đang theo dõi tại hiện trường. Trong hành lang an tĩnh của bệnh viện, cơ hồ trong nháy mắt náo nhiệt, đầy tiếng người. Các phóng viên nghe tin chạy đến bắt đầu đặt hiện trường từ trên trực thăng. Một mực theo đến bệnh viện, đèn flash phát sáng cả đường không ngừng. Ở cửa bệnh viện, bọn họ toàn bộ bị chặn ngoài cửa, nhân viên bệnh viện đẩy hai xe đẩy cấp cứu đi vội vã về phía phòng giải phẫu. Dư bảo nguyên phát sốt kéo dài trong một khắc cuối cùng được đẩy vào phòng giải phẫu, chỉ nghe được tiếng bạch hướng thịnh bên ngoài hô, đừng lo, chúng tôi đã mang các anh về nhà. Sau đó, chính là một tiếng rầm, cửa phòng giải phẫu đóng chặt lại. Bạch hướng thịnh bên ngoài phòng giải phẫu, thấy dư bảo nguyên và cố phong vào phòng mổ, vui mừng và kích động bị đè nén cả đường mới từ trong lòng phóng thích ra. Y xoay người nhào vào trong cái ông của mạnh mãn long, bọn họ còn sống, thật sự còn sống, không phải nằm mơ em không phải đang mơ phải bọn họ còn sống khóe mắt mạnh mãn long cũng có chút ướt gã ông chặt bảo bối nhà mình thở dài nhẹ nhõm nói chúng ta cứu bọn họ về rồi bọn họ đã về nhà rồi cộc 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 trong hành lang lại lần nữa vang lên tiếng giày mạnh mãn long quay đầu lại chỉ thấy đám người lộ dương anna cũng chạy như bay đến ai cũng vẫn thở gấp kích động đầy mặt kéo tay mạnh mãn long và bạch hướng thịnh hai bọn họ cố cố phong và bảo nguyên là thật thật sự mắt bạch hướng thịnh cũng ẩm ướt bọn họ bị nước biển đẩy đến đảo hoang giữ lại một mạng chúng tôi ở trên bờ biển phát hiện dấu vết con người tạo ra cho nên khẩn cấp tìm kiếm trên đảo hoang đó cuối cùng chúng tôi tìm được bọn họ trong một hang động sống sót vậy bọn họ anna vội vàng hỏi thêm điều kiện trên đảo rất kém chân cố phong bị thương nặng bảo nguyên cũng sốt cao không lui hiện tại hai người đều đã vào phòng giải phẫu anna vỗ vỗ ngực mình lẩm bẩm một câu không biết là nói gì giống như câu khấn nào đó không có nguy hiểm tính mạng may quá may quá trong phòng giải phẫu đèn giải phẫu đã bật lên ngoài phòng giải phẫu đám bạn chí thân của cố phong và bảo nguyên đều đến đông đủ mọi người khó nén kích động vui mừng không xiết nhân gian hỉ bi luôn trong lúc cứu vãn ngoài dự đoán của mọi người sợ bóng sợ gió một trận quả nhiên là từ tuyệt diệu nhất tích tích dịch thuốc trong bình truyền phát ra từng tiếng vang rất nhỏ càng làm nổi bật lên an tĩnh trong phòng bệnh mạnh mãn long vốn sắp xếp cho cố phong và dư bảo nguyên hai phòng bệnh đơn vô cùng thoải mái nhưng sau khi cố phong tỉnh lại nhìn thấy dư bảo nguyên vậy mà không cùng một phòng với mình sống chết muốn đổi chỗ mạnh mãn long không tiện phản bác khát vọng mãnh liệt của anh em nhà mình vội vàng đẩy hắn cả người lẫn giường đến phòng bệnh đơn rộng rãi của Dư Bảo Nguyên. Phải, phòng bệnh đơn biến thành phòng tình nhân. Mạnh mãn Long bất đắc dĩ nhìn hai người trong một căn phòng, nằm trên hai giường bệnh cực kỳ gần, xuề tay. Cố phong cách khe hở hẹp giữa giường bệnh nhìn nhau với Dư Bảo Nguyên, chúng ta không chết, chúng ta thật sự về nhà rồi, bảo bối. Vận may của hai chúng ta, ngay cả mạng cũng có thể nhặt lại về, Dư Bảo Nguyên cười nhợt nhạt, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, khỏi bệnh rồi nên mua vé số hai ta còn sống thật sự còn sống trở về cố phong nhìn đôi mắt ướt nhẹp của dư bảo nguyên giọng ôn nhu trước nay chưa từng có dư bảo nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng với cố phong tất cả kích động không thể dùng ngôn ngữ đều thể hiện ra cố phong tràn ngập ái ý mà nhìn người trước mắt hốc mắt hơi nóng trải qua tuyệt vọng mới biết được người trước mắt quý giá cỡ nào mới biết được có thể cùng người trước mắt bình an nằm bên nhau khó khăn cỡ nào bác sĩ hộ sĩ phụ trách chăm sóc dư bảo nguyên và cố phong tràn vào phòng bệnh bắt đầu các loại kiểm tra hầu kết dư bảo nguyên giật giật cậu bỗng nhiên hơi ngẩng đầu duệ 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 đâu bạch hướng thịnh bên cạnh mạnh mãn long khẽ cười nói cậu cứ yên tâm duệ duệ rất tốt vô cùng tốt vừa nói y gọi điện thoại hỏi vài câu lại cúp điện thoại nói với dư bảo nguyên bảo mẫu đang trên đường cô ấy dẫn duệ duệ lập tức đến bệnh viện Cậu đừng vội, lập tức có thể nhìn thấy con trai bảo bối của cậu rồi. Cửa phòng bệnh bị mở ra, một người phụ nữ trung niên, trên trán lắm tắm mồ hôi, hơi thở có chút không yên, đứng trước mặt mọi người. Trong ngực người phụ nữ này, ông một đứa bé. Mạnh tổng, bạch thiếu gia, người phụ nữ hữu hảo khẽ cuối người, cười nói, tôi đã ông cố tiểu thiếu gia đến. Dư Bảo Nguyên vừa nghe đến cái này, cả người giống như mọc lò xo, vụt cái từ trên giường bắn dậy, vươn tay về phía bà nào đưa con cho tôi người phụ nữ trung niên nhìn nhau với mạnh mãn long thấy mạnh mãn long cũng quăng ánh mắt ra hiệu bà theo lời dư bảo nguyên làm bà liền yên tâm giao con đến tay dư bảo nguyên trong tả lót nhóc thối cố gia duệ đã tỉnh mở mắt to đen lấy nhìn ba nhà mình sau đó nhóc vươn tay ngắn ngủn mập mạp ra túng trước người dư bảo nguyên một bên còn phát ra tiếng u qua không rõ nghĩa dư bảo nguyên ôm con mình lên tim cũng tan một nửa trời mới biết, cậu rốt cuộc muốn ông nói nhiều cỡ nào. Mấy ngày ở trên đảo chỉ có thể co rụt trong hang, cậu không lúc nào là không lo lắng đến con trai nhà mình, nó có khóc không, nó có ống không, có người đút sữa đúng giờ cho nó không. Chỉ có trải qua chia lì tuyệt vọng mà sâu sắc như vậy, mới biết được, thời gian có thể an ổn ở dưới ánh mặt trời ông lấy cố gia duệ trân quý cỡ nào. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, trên mặt đất loan lộ ánh sáng, cả phòng bệnh ấm đến khiến người ta ngứa tim. Dư Bảo Nguyên ở trong ánh sáng ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cố gia duệ một cái. Cố Phong ngồi trên giường bệnh bên cạnh, ngây ngốc nhìn một màn này, lúc này đây, hắn cảm giác mình dường như nhìn thấy hai thiên sứ. Hai thiên sứ mà hắn yêu, quyết tâm muốn bảo vệ cả đời. Vết thương bắp chân hắn không xử lý kịp thời, ngược lại nhiễm trùng tình trạng nặng hơn. Bác sĩ phẫu thuật chân cho hắn, vì vậy hiện tại trên đùi hắn cuốn một lớp vải xô dày bịch, tạm thời không thể tùy ý đi lại. Hắn ngọ ngoại ngồi dậy, đưa tay vẫy vẫy hồ sĩ, tìm cho tôi chiếc xe lăn. Hồ sĩ vẫn có chút ngay ra, cố tiên sinh, vết thương trên đùi ngài bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, trước mắt không thể. Cô yên tâm, tôi sẽ không đi lung tung khắp nơi, cố phong gật gật đầu, tôi muốn nằm trên giường Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên lia mắt đau qua, qua làm gì? Ngại giường em rộng quá à. Cố Phong có chút tuổi thân, anh muốn ông em. Mọi người đều vẫn đang đứng nghiêm chỉnh trước giường bệnh, nhưng lời này của Cố Phong vừa ra, những người này đều nghẹn đỏ mặt. Trong đó đặc biệt là Mạnh Mãn Long. Mạnh Mãn Long quen thấy Cố Phong lạnh nhạt lạnh khóc nói chuyện với người khác, dùng thủ đoạn cứng trắng xử lý việc chung đối phó với người khác, gã đâu nghĩ đến, hóa ra Cố Phong ở trước mặt Dư Bảo Nguyên, cũng là bộ dạng thiếu đòn trung khuyển như vậy. Gã và Bạch Hướng Thịnh nhìn nhau, Đều nhìn thấy ý cười trong mắt nhau Bạch hướng thịnh quăng ánh mắt với người xung quanh Mọi người ngầm hiểu đi ra khỏi phòng bệnh Không quấy rầy bọn họ nữa Hồ sĩ không lây chuyển được sự kiên trì của Cố Phong Đành phải đỡ hắn lên giường Dư Bảo Nguyên Bảo bối, Cố Phong cuối cùng ông hai bảo bối duy nhất Một lớn một nhỏ nhà mình vào trong lòng Quả thực còn vui hơn ký danh sách lớn vài tỷ Chỉ muốn ông hai người Ấu trĩ, Dư Bảo Nguyên cười mắng một câu Cố phong cười nhanh chóng trộm đi một nụ hôn ấm áp ở khóe miệng dư bảo nguyên, sau đó vẻ mặt thỏa mãn ông lấy nhại thối của mình. Hắn xuề hai tay cố gia duệ ra, để nó giống một con chim lớn bay lượn trên dưới. Thật sự, hắn chưa từng cảm thấy, nhại thối nhà mình chơi vui vậy. Cố gia duệ bị cố phong đùa không nhẹ không nặng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên giống như có chút vẻ ngưng trọng, lại thấy nó vương chân ngắn ngủn ú thịt của mình ra, đã xuống đầu vai cố phong. Cố phong cười, nhãi con, con muốn đánh đát đi con, còn non lắm, dứt lời, hắn thả cố gia duệ xuống, để nói đối mặt với dư bảo nguyên và mình, nào, nói với đát đi, con thích đát đi, hay là thích ba? Cố gia duệ u qua kêu một tiếng, hả, thích ba phải không, cố phong không thèm mặt mũi nói linh tinh, hay lắm, đát đi con cũng thích ba con nhất. Dư Bảo Nguyên nhìn hai họ cố một lớn một nhỏ chơi đùa, nhất thời không biết nên tức hay nên cười, chỉ là lỗ tai đỏ rực. Ngoài phòng bệnh, Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãn Long từ cửa sổ nhỏ trong suốt nhìn thấy cảnh tượng ấm áp bên trong. Bạch Hướng Thịnh nghiêng đầu, em sao cảm thấy, kể từ lúc hai bọn họ từ đảo hoang về, quan hệ hai người hình như không giống lúc trước. Mạnh Mãn Long ư một tiếng, bọn họ cùng nhau lưu lạc đảo hoang, chỉ có nhau, chắc là. Tên cùng công tác cố phong cũng rốt cục thông suốt rồi đi. Bạch Hướng Thịnh thở vào một hơi, ngay cả thiên tai nhân họa sóng to gió lớn cũng không tách bọn họ ra được, em đoán, lần này có lẽ hai người này thật sự sẽ thành. Hai bọn họ ở cửa nói đến vui vẻ, chỉ nghe trong hành lang an tĩnh vang lên tiếng động, hóa ra là Anna vừa đi gọi điện thoại. Mạnh mãn Long nhìn thấy sắc mặt Anna có chút khó coi, câu mày, thấp giọng hỏi, Anna, đã xảy ra chuyện gì? Anna dừng bước, mạnh tổng, Khương Đông bân đến. Gã đến làm gì, mạnh mãn Long vừa nghe cái tên này, mặt liền gầm xuống. Anna cười lạnh nói. Nói là đến thăm bệnh. Thăm bệnh, Bạch Hướng Thịnh cũng cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc xéo nói, mọi người tin sao? Anna vẫn chưa quên cái tác hồi đó ở phòng làm việc bị Khương Đông Bân tự cao tự đại đánh, sắc mặt cũng âm trầm chưa từng có, hầu tử xưng vương, lại không nghĩ rằng cọc căn bản chưa chết, còn yên ổn quay về, xem ra, khỉ giờ tức giận rồi nhỉ. Vừa nói, khóe môi cô nhẹ nhàng câu lên, nhưng mà cũng tốt trước đây gã giống như khối u ác tính giấu trong tập đoàn cố thị trải qua chuyện này bản tính rốt cục lộ ra đối với chúng ta mà nói cũng không hẳn là chuyện không tốt dứt lời cô gật gật đầu với bạch hướng thịnh và mạnh mãn long đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh trong phòng bệnh cố gia duệ nho nhỏ nằm trong ổ chăn cùng hai ông ba của mình thỏa mãn kêu to một tiếng nhắm mắt lại cố phong đang vẽ mặt ôn nhu ông dư bảo nguyên nhẹ nhàng cảm thụ hơi thở dễ ngửi trên người cậu anna thấy cảnh như vậy cau mày sau đó cô đi tới bên cạnh cố phong ghé vào bên tai cố phong nhẹ nhàng nói mấy câu sắc mặt cố phong vốn tràn đầy ý cười lại ôn nhu cưng chiều lúc này nghe anna nói nghe được mấy câu hắn liền gật đầu thần sắc trên mặt cũng không khôi phục lại vẻ thân mật lúc nãy dần nghiêm túc lại lãnh khóc bảo gã vào đi cố phong cười khẽ một tiếng tôi cũng muốn xem xem gã sẽ diễn cái gì cho tôi xem anna gật gật đầu đi ra ngoài cửa cũng không lâu lắm, một bóng người hèn mẹn không lưng, sợ hãi rụt rè từ ngoài cửa đi vào phòng bệnh. Khương Đông Bân rõ ràng mặc một bộ âu phục đặt làm riêng cao cấp, chất liệu cắt may đều cực tốt, nhưng không biết làm sao, âu phục vừa người đắt tiền như vậy, mặc trên người người khác đã sớm tôn người đó lên giống như thiên thần. Nhưng bộ này đến trên người Khương Đông Bân lại khiến gã giống một con chuột béo lén lén lúc lúc, khiến người ta cau mày. Trong tay Khương Đông Bân cầm một bó hoa và một giỏ trái cây mang theo ý cười giả tạo đầy mặt khiến người ta buồn nôn, Cố tổng, dư thiếu. Cố Phong liếc xéo gã, không nói chuyện. Cố tổng và dư thiếu trở về an toàn, thật khiến chúng tôi vô cùng vô cùng kích động, Khương Đông Bân đặt đồ một bên, đứng thẳng, "Cố tổng, ngài không có ở đây, mấy người chúng ta đều lo lắng, cả đêm ngủ không yên ạ." À. "Lo gì chứ?" Cố Phong cười lạnh nói, "Lo thượng vị." Nụ cười của Khương Đông Bân liền chết cứng trên mặt, "Cố tổng nói đùa." ông nhìn tôi giống đang nói đùa lắm à khí thế cả người cố phong khiến khương đông bân có cảm giác muốn chạy trối chết dư bảo nguyên ngồi bên cạnh cố phong nhìn người đàn ông anh tuấn thành thục này lúc đối xử với mình ôn nhu như vậy đối với người lòng dạ đen tối thì lãnh khóc không chút lưu tình không biết làm sao trong lòng cảm động cố phong lười nhiều lời với khương đông bân xoay người để dư bảo nguyên nằm xuống trong chăn cũng đặt con trai vào giữa hai người mới quay đầu lại có vài việc ông không nói không có nghĩa là tôi không biết. Cố tổng nhất định là nghe người khác xúi dục rồi, Khương Đông Bân cắn răng, cố tổng, lời của người khác không thể tin, ngài biết, luôn có những người thích khích bác ác ý mượn lần này đạt được mục đích của mình. À, người khích bác ác ý, ví dụ như ông. Sắc mặt Khương Đông Bân cứng đờ, tôi hy vọng cố tổng ngài vẫn có thể dùng chính mắt bản thân nhìn thấy để đánh giá tôi. Ông mà tôi tận mắt nhìn cũng không cao thượng đến đâu cả, cố phong liên tục vả mặt, không hề nể tình được rồi ông còn việc gì không không có thì đi nhanh đi vợ và con tôi buồn ngủ rồi khương đông bân vốn định giải thích cho mình mấy câu nhưng lúc gã nhìn thấy con ngươi lạnh băng của cố phong rút lui cố phong là hạng người gì gã hiểu rõ nếu như muốn đối tốt với một người hắn sẽ cho người kia tất cả tín nhiệm tốt đến mức khiến mọi người hâm mộ nhưng nếu như cố phong muốn đối không tốt với một người khương đông bân nghĩ đến đây sợ giật nảy, cảm thụ khí thế toàn thân cố phong, vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Lúc gã đụng vào tay nắm cửa muốn ảo não chạy trốn, cố phong bỗng gọi gã lại, chờ chút. Khương Đông Bân hy vọng tràn trề mà quay đầu, cố tổng, ngài tìm tôi có việc. Cũng không có việc công gì, cố phong mặc dù cười, nhưng nụ cười lại hoàn toàn không đến đáy mắt, lát nữa ông ra ngoài, đàng hoàng để Anna tác ông mấy cái. Ông ở trong phòng làm việc của tôi công khai vũ nhục trợ lý của tôi, còn có nghi ngờ uy hiếp hãm hại, trong phòng làm việc của tôi lắp đủ thiết bị giám sát, chứng cớ đầy đủ, ông xem mà làm. Khương Đông Bân nhất thời đỏ bừng mặt. Đi lần này, gã biết, cố phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho gã cơ hội làm việc ở cố thị. Nhưng gã không nghĩ tới, cố phong còn muốn làm nhục gã như vậy. Gã một thằng đàn ông, phải thành thật ra ngoài bị con đàn bà mà mình khinh thường kia tác trước mặt mọi người cái này còn khiến gã khó chịu hơi chết. Cố phong nhìn sắc mặt của gã, liền biết gã không phục, lập tức cũng cười lạnh lắc lắc đầu, dám làm thì phải dám chịu, ông đã dám ra tay đánh, thì bây giờ thành thật nhận lấy. Khương Đông Bân đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, rốt cục sắc mặt giống như mẹ chết đi ra phòng bệnh. Không lâu lắm, chỉ nghe thấy hai tiếng chát chát giòn tan bên ngoài, dùng bàn tay để đánh, dùng má làm đàn. Thật dễ nghe vê Dư Bảo Nguyên nhìn xử lý không chút lưu tình của Cố Phong, cao mày, Cố Đại Tổng Tài làm việc lạnh khóc quá đi. Cố Phong xoay đầu lại, mình cũng trút vào ổ chăn ấm áp, ở trong chăn kẹp chân Dư Bảo Nguyên giữa chân mình, không hề biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Hắn một bên nhéo mặt Cố Gia Duệ, một bên hôn trên trán Dư Bảo Nguyên một cái. Sau này anh chỉ sẽ đối phó với những người phá hư hạnh phúc của hai chúng ta, hắn nói, mà em, anh sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn, đặt em ở trong lòng, không để em chịu chút xíu tuổi thân nào nữa thật đấy dư bảo nguyên nhìn khuôn mặt đẹp trai của cố phong gần trong gan tất lông mày đen đậm sáng sủa sống mũi cao hẳn đôi con ngươi thâm thúy đường cong má rõ ràng anh tuấn cường tráng giống như thiên thần đẹp trai vải luôn cố phong dư bảo nguyên nhẹ nhàng nói anh nói được phải làm được nhất định cố phong trịnh trọng gật đầu cả đời này tôi sẽ yêu em đến cùng dứt lời Đôi con ngươi hắn bỗng nhiên trầm xuống, tiến tới bên tai Dư Bảo Nguyên. Cũng sẽ cơ hờ, cơ hờ em đến cùng. Mặt Dư Bảo Nguyên trong nháy mắt giống quả cà chua luộc, đỏ thấu. Đây là bệnh viện, Dư Bảo Nguyên giận dữ nhìn chầm chầm người đàn ông không chút giữ mồm miệng, không có bất kỳ xấu hổ nào này, em cảnh cáo anh đó, anh coi chừng em. Cố phong giống như không chút để ý khiêu mi, nhìn đôi mắt xinh đẹp và làn da trơn bóng của Dư Bảo Nguyên, trong lòng vốn không có tà niệm gì, vừa nhìn như vậy, vậy mà bắt đầu cảm thấy có luồng nhiệt xông vào bụng. Kể từ sau khi hắn chia tay với Dư Bảo Nguyên, không cùng ai lên giường quan hệ, cấm dục đến giờ. Đối với Cố Phong luôn luôn tinh lực tràn đầy như sói mà nói, nhẫn nhịn dục vọng của mình, thật sự không phải chuyện vui. Lúc này, nhìn người mình yêu nằm bên cạnh mình, hô hấp ấm áp của cậu thở gấp ngay cổ mình. Con người Cố Phong dần tối lại, nhiễm chút màu sắc khác. Dư Bảo Nguyên nhạy cảm chú ý tới điểm này, cậu nằm dịch ra sau, anh đừng làm loạn cho em. Bảo bối, em không phải đã nói tha thứ cho anh rồi sao, cố phong hơi có chút tuổi thân, hai chúng ta hẳn coi như người yêu bình thường rồi nhỉ. Đúng vậy, Dư Bảo Nguyên đưa tay ông cố gia duệ đến giữa mình và cố phong, dùng nhóc con làm hàng rào, nhưng ai nói người yêu bình thường nhất định phải ở bệnh viện làm. Đây là bệnh viện, nơi cứu tử phù thương. Tay cố phong ở dưới chăn, bỗng nhiên duỗi tới trong quần áo Dư Bảo Nguyên, anh muốn em. Đệt, Dư Bảo Nguyên bị hành động không biết xấu hổ của hắn làm xấu hổ đỏ bừng mặt, tức đến nghiến răng kèn kẹt, kẹt, mẹ sư anh thu tay lại cho em, cố phong vuốt về khối da thịt giữa eo bụng Dư Bảo Nguyên, bảo bối. Anh giờ vẫn bị thương đó, ngữ khí Dư Bảo Nguyên bén nhọn, anh xem chân anh kìa, vẫn cuốn lớp vải xô dày như vậy, bác sĩ cũng bảo anh đừng lộn xộn. Con muốn cơ hờ, cơ hờ người khác, anh bây giờ què cục, cơ hờ, cơ hờ được ai hả anh? Cố phong nhất thời cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trong lòng mình, châm vọt lên. Bảo bối, giọng hắn khàn mà câu người, ở trong phòng bệnh an tĩnh bày ra gợi cảm của đàn ông trưởng thành, em đang. Khiêu khích anh sao? Dư bảo nguyên lườm hắn một cái. Cố phong hừ cười, bỗng ghé tới, hôn lên môi dư bảo nguyên, trực tiếp xâm chiếm môi lưỡi cậu, bá đạo không cho cậu chút cơ hội vùng vẫy. Hôn xong, hắn buông dư bảo nguyên ra, em đã nói không làm, vậy ông xã tôn trọng em. Nhưng mà... Bảo bối, em phải biết, em không thoát được đâu, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng sớm, hửng. Dư Bảo Nguyên liếc tên đàn ông đắc ý này một cái, hận không thể đá vào dưới hông hắn một cái. Khốn khiếp. Thời gian dưỡng bệnh, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Kim giờ xoay từng vòng, mặt trời mọc phía đông lặng phía tây mà tuần hoàn, từng ngày cứ trôi qua như vậy, bệnh tình của Dư Bảo Nguyên cũng sớm đã hồi phục. Chân cố phong bởi vì bị thương nặng, cho nên tốc độ lành lại cũng chậm tốn khoảng một tháng cố phong rốt cục cũng dưới kiểm tra cẩn thận của bác sĩ được cho phép xuất viện ngày xuất viện là thời tiết nắng ráo hiếm thấy trời xanh đến mức khiến lòng người rộng mở khắp bầu trời cũng không có mấy đám mây trời xanh chiếu vào kiến trúc cao ốc cao chót vót và thành phố phụng hoa tất cả tốt đẹp như vậy cố phong lái xe mang vợ và con về cố trạch chú hà đã sớm đứng cửa chờ chờ đến gần như mòn mỏi Lúc ông nhìn thấy xe cố phong chậm rãi lái vào gara cố trạch, vui đến mức nếp nhăn trên mặt cũng nhíu lại vào nhau. Cố phong xuống xe, từ cốc sau cầm lấy đồ, một tay sách hành lý, một tay dắt dư bảo nguyên, mà trong tay dư bảo nguyên, còn ông cố gia duệ. Người một nhà nhìn đã thuận mắt vừa ý. Chú Hà cười đến hai mắt công công, thiếu gia, dư thiếu, tiểu thiếu gia, mọi người coi như về rồi. Nào, mau vào đi. Cố Phong và Dư Bảo Nguyên liếc nhau một cái, đều nhìn thấy nụ cười trong mắt nhau lúc ra khỏi cố trạch là hai người có khúc mắt một lần nữa đi vào cố trạch khúc mắt đã cởi mô hình gia đình đã xuất hiện cuộc sống mới đang ở phía trước dư bảo nguyên hít một hơi thật sâu cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay cố phong bước nhanh vào cố trạch hoa trong vườn có chú hà chăm sóc một năm nay những bông hoa này nở cực kỳ đẹp từng khóm hoa náo nhiệt rực rỡ chen chúc nhau tắm ánh nắng mặt trời bỗng nhiên khiến cả cố trạch đều có chút ấm áp dư bảo nguyên và cố phong trở lại cố trạch không có người làm trong nhà mà tự mình tốn khoảng một ngày đích thân sửa sang lại căn biệt thự lớn này từ trên xuống dưới một lần cố phong cũng không có chút ý kiến ngược lại cảm thấy có thể cùng vợ mình sắp xếp nhà của bọn họ vô cùng hạnh phúc dư bảo nguyên và cố phong tốn rất nhiều tâm tư trang trí lại phòng ngủ của hai bọn họ làm đến vô cùng thoải mái vừa nhìn đã khiến người ta muốn ngủ ở đó lại chuẩn bị phòng nhỏ cho cố gia duệ sau đó còn đi sờ mò thư phòng phòng làm việc ban công cứ như vậy chờ bọn họ hoàn thành gần như xong đã tối rồi dư bảo nguyên và cố phong cùng rửa tay nhìn căn nhà hoàn toàn mới này không biết tại sao thỏa mãn trong lòng sắp tràn ra bảo bối cố phong ngậm cười duỗi đầu nhẹ nhàng tựa vào đầu dư bảo nguyên sau này chúng ta chính là một gia đình dư bảo nguyên khẽ ngẩng đầu khóe mắt chân mày là nụ cười mê người xem anh có giữ lời hay không. Cố Phong nghe vậy, xoay người lại, ông cả người dư bảo nguyên lên bàn, nhìn khuôn mặt cậu, sau đó đè ót cậu, hai người ở đại sảnh hôn môi vừa ướt vừa nóng vừa mê người. Tiểu Nguyên bảo nhà anh và nhải thối nhà anh có thể tha hồ tin tưởng anh, Cố Phong xoa mặt dư bảo nguyên, anh thề, anh sẽ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền sữa, trở thành cánh tay vững chắc nhất của hai người, anh sẽ dùng trái tim để yêu hai cha con em, mãi mãi không ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt hai người chính là nơi trở về duy nhất của anh dư bảo nguyên nhìn hai mắt cố phong được ánh đèn chiếu lấp lánh đôi mắt này dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu thật say lòng người dư bảo nguyên cười một tiếng từ trên bàn nhảy xuống vỗ vỗ người mình hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức vào ở cố trạch không đúng cố phong bỗng nhiên nói dư bảo nguyên khiêu mi tỏ vẻ nghi ngờ sao không đúng nơi này không thể gọi là cố trạch nữa Cố phong nhìn Dư Bảo Nguyên, nơi này, chính là nhà chúng ta. Dư Bảo Nguyên cáo liếc hắn một cái, anh rõ là. Dù thế nào, hôm nay là ngày đặc biệt đáng để kỷ niệm, em muốn đích thân nấu một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Cố phong vừa nghe đến đây, đôi mắt kia giống như bóng đèn đã có điện, cạch một cái phát sáng toàn bộ. Ok, ok, cố phong vội vàng đồng ý nói, anh rất muốn rất muốn ăn món em nấu. Dư Bảo Nguyên cười hì hì, gọi một người giúp việc dưới nhà, trên giấy viết một loạt trâu và thịt, để hắn lái xe đến chợ mua. Chờ hắn mua về, Dư Bảo Nguyên cũng đang chuẩn bị đại triển thần uy trong bếp. Nồi kêu ung ục, thức ăn bên trong đang được đảo xào, cố phong đi vào bếp, nhìn gò má nghiêm túc của Dư Bảo Nguyên, cảm giác hạnh phúc trong lòng quả thực muốn tràn ra. Hắn đi tới phía sau Dư Bảo Nguyên, nhẹ nhàng xuyên tay qua từ hai bên người vợ mình, mang theo chút cảm giác tình dục, ông lấy người, bảo bối. Hiu, Dư Bảo Nguyên không quay đầu lại, chỉ thuận miệng đáp một câu em có biết nhìn hình ảnh em nấu cơm cho hai cha con anh anh muốn bao lâu rồi không dư bảo nguyên duỗi tay lấy hộp muối từ bên trong múc ra một thìa muối rắc vào nồi bao lâu rất lâu rất lâu cố phong không ngừng cò sát ở cần cổ dư bảo nguyên hưởng thụ mùi dễ ngửi trên người cậu từ ngày em rời đi thật ra tôi đã bắt đầu nghĩ rốt cuộc rốt cuộc đã theo đuổi em về được rồi sau này có thể ăn món vợ nấu rồi Dư bảo nguyên quăng một câu lạnh lùng, em lười bữa nào cũng nấu. Vậy rõ ràng nhé, cố phong cười nói, để em nấu cơm hết, em rất mệt. Anh cũng học, anh học nghiêm túc, hai chúng ta cứ đôi việc nhà, đảm bảo không để em mệt, được không? Dư bảo nguyên nhẹ nhàng ngẩn cầm, không để người làm trong nhà làm việc. Bọn họ quét dọn mấy chỗ kiểu đại sảnh, vườn hoa là được rồi, cố phong khẽ cười, những nơi chúng ta ở, hai ta tự mình làm. Nếu để bọn họ quét dọn hết, rõ ràng là nhà lại để giống như khách sạn vậy khóe môi dư bảo nguyên khẽ câu lên hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của cố phong cậu nhẹ nhàng ghé đầu chạm lên môi cố phong một cái ngoan quá đi cố phong kinh ngạc trợn tròn mắt sau đó đôi mắt kia nhún màu kỳ lạ đợi đến lúc dư bảo nguyên kịp phản ứng cậu mới cảm giác được phía sau mình thằng khốn nóng bỏng nào đó của cố phong đang đỉnh mình cố phong khiêu mi đây là quá nhớ em Dư Bảo Nguyên đang muốn mắng hắn, bỗng ngửi thấy mùi khét, vừa quay đầu lại, chỉ thấy rau xào bên trong nồi đã khét lẹt. Vừa nãy bận anh anh em em với Cố Phong, vậy mà quên mất món xào trong nồi. Dư Bảo Nguyên hung dữ quay đầu lườm Cố Phong, anh xem, cháy khét rồi. Cố Phong chớp mắt, vừa giống nhận lỗi vừa giống không nhận lỗi. Ra ngoài ra ngoài ra ngoài, Dư Bảo Nguyên phất tay đuổi người, đi ra chơi với con, anh xem để anh làm, em còn phải xào lại lần nữa, rõ là dư bảo nguyên chỉ món ăn trên bàn sau đó vỗ tay được rồi hôm nay mấy món này thôi đủ để sống dứt lời cậu lấy tạp về trên người xuống cố phong chân chó mà đưa khăn giấy cho cậu lau mồ hôi lại bưng món ăn cho cậu còn rót đồ uống dư bảo nguyên thoải mái hưởng thụ phục vụ của cố phong ngồi xuống thở dài một hơi ăn đi dư bảo nguyên nói gắp cho mình một ít thịt hầm thịt hầm vừa vào miệng mùi thơm của thịt đã tràn đầy khoang miệng chút cây phối với dai sật sật sướng miệng, dư bảo nguyên hài lòng gật gật đầu, tay nghệ của mình vẫn chưa thụt lùi. Cố phong thì ăn đến vui vẻ. Hắn đã lâu không hưởng thụ một bàn đầy món dư bảo nguyên nấu, hôm nay cuối cùng cũng ăn được, hận không thể cầm máy khuết trương áp lực nước khuết trương dạ dày mình lớn gấp 3, 4 lần, nhét toàn bộ đồ ăn vào trong miệng. Ngon vờ cơ lờ luôn. Cố phong một bên tự ăn, một bên cũng không quên dư bảo nguyên. Trên bàn có tôm âm dầu, hắn vẫn nhớ gấp tôm vào bát mình, bóc từng con một, chấm tương rồi thả vào bát Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên gấp tôm đã chấm tương lên, biểu môi, sao anh cứ bóc tôm cho em thế, em tự làm là được. Cố Phong ngẩng đầu từ trong bát cơm, cười nói, anh là chồng em, anh thích chăm sóc em. Một bữa cơm ăn đến là có tư có vị. Đứa nào re úp là chó. Chú Hà ngồi trên sofa bên kia, trong tay ông cố gia duệ. Lúc này, Cố Gia Duệ đang mở to đôi mắt ngập nước, nhìn hai ông ba ruột của mình bên bàn cơm ăn ngấu nghiến, mà mình. Đồ ăn ngon và náo nhiệt đều là của bọn họ, Cố Gia Duệ nhóc chẳng có gì cả. Chú Hà nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Cố Gia Duệ, "Tiểu thiếu gia ghen tị sao? Thèm sao?" Cố Gia Duệ u oa không chút ý nghĩa. Chú Hà cười khà khà nói, "Con còn bé quá, vẫn chưa ăn mấy thứ đó được. Đến khi con lớn, ông Hà mua cho con thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt." ba con cũng sẽ nấu cho con đồ ngon đầy bàn, được không? Cố gia duệ được chú Hà ông trong ngực, bỗng nhiên vương tay, túng chầm râu của chú Hà. Chú Hà nhìn cố tiểu thiếu gia nghịch ngợm túng râu mình, không biết làm sao, trong lòng có loại vui vẻ làm ông nội. Tiểu thiếu gia thật là đáng yêu. Trái tim già cỗi bình tĩnh không gần sống của ông, đã mềm thành một mảnh. Ăn cơm xong, dư bảo nguyên đi đút sữa cho cố gia duệ, chỉ thị Cố Phong đi hoàn thành nhiệm vụ rửa bát đuổi lần đầu tiên trong đời. Cố Phong đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Dư Bảo Nguyên gật gật đầu yên tâm đi đút cho con trai, đến lúc đút cho con xong đi ra ngoài, chỉ thấy Cố Phong đầy mặt ảo não và sa sút đi ra khỏi phòng bếp, dè dặt nói với Dư Bảo Nguyên, hắn cảm thấy mấy bộ đồ ăn trong bếp nhà mình không tốt, hắn đã đập hết toàn bộ thay loạt mới. Dư Bảo Nguyên cũng không ngoài ý muốn về kết cục này. Cố Phong làm việc nhà, vẫn phải điều giáo. Mùng chút dư bảo nguyên đặt cố gia duệ vào giường sơ sinh vừa dỗ vừa hát xem như dỗ ngủ tên nhóc tràn đầy tinh lực này cậu quay đầu cố phong đã tắm xong nằm trên giường đọc sách đèn đầu giường vàng mờ hơi phát sáng chiếu vào vóc người gợi cảm bán để trận của cố phong dư bảo nguyên nhìn cơ ngực lộ ra khỏi chăn của cố phong cau mày cố phong đặt sách xuống bảo bối dư bảo nguyên từ trong tủ lấy ra quần áo của mình em đi tắm cố phong gật gật đầu mắt đuổi theo Dư Bảo Nguyên tiến vào phòng tắm. Đến lúc Dư Bảo Nguyên từ phòng tắm đi ra, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn đầu giường vẫn sáng. Dư Bảo Nguyên cởi áo tắm trên người, vén chăn nằm lên giường. Nhưng mà, cậu vừa nằm lên giường, một thân thể nóng như lửa đã từ bên cạnh duỗi hai tay tà ác, ông lấy người vào lòng, hai người đều không mặc quần áo, thịt kề sát thịt, hừng hực không thể nói. Làm gì, Dư Bảo Nguyên cáu gắt hỏi một câu cố phong hài lòng ngửi mùi dễ chịu trên người dư bảo nguyên vừa mới tắm xong cắn cắn lỗ tai cậu em nói xem em biết sao được dư bảo nguyên thử dãy hai cái buông màu ra nóng chết mất phía sau còn nóng hơn đây này giọng cố phong rõ ràng không có ý tốt dư bảo nguyên ở trong chăn đánh cơ ngực hắn một cái anh làm gì thế cố phong kề sát dư bảo nguyên hơn đôi mắt kia phát sáng giống như một con cúng lớn ngửi thấy mùi xương vui vẻ vẫy vẫy đuôi anh muốn làm hơi thở dư bảo nguyên nghẹn lại. Cố phong thấy cậu không phản kháng, ghé càng gần hơn, hôn từng tất trên người. Đến khi dư bảo nguyên bị hôn đến choáng váng, cậu chợt phát hiện, chiếc quần cuối cùng trên người mình cũng đã bị tên kia lột xuống. Lúc này, tay tên kia đang vô cùng càng rỡ. Dầu, và bao. Dư bảo nguyên thở hỗn hỉnh, coi như đồng ý nhu cầu tình dục của cố phong. Cố phong nhanh nhẹn duỗi tay kéo tủ bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một chai dầu bôi trơn, dầu bôi trơn, ở đây. Dứt lời, hắn lại duỗi tay vào trong tủ. Sờ sờ, hình như. Chân mày cố phong cau lại, cảm thấy hơi ngưng trọng. Mắt dư bảo nguyên khôi phục chút rõ ràng, bao đâu. Cố phong trực tiếp xuống giường, kéo hết mấy tủ ra. Toàn bộ đều không có bao. Đơ mơ 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 mơ, cố phong tức đến cắn răng. Đã mấy tháng không làm cũng không dùng đến bao, lúc không cần mấy cái bao này cứ múa lượng trước mặt như bướm, giây phút chân chính ra trận, vậy mà tìm khắp không có cái nào. Bị quẳng hết rồi. Dư Bảo Nguyên ở trên giường dùng tay chống đầu, ranh mảnh cười nói, không có bao. Không có bao em không. Cố phong nền mình trở lại giường, ông lấy Dư Bảo Nguyên, nhưng anh đã. Em sờ thử. Dư Bảo Nguyên sờ sờ, sợ đến mức trực tiếp rút tay lại. Trong đôi mắt cố phong có chút cầu khẩn, bảo bối. Dư Bảo Nguyên nhìn bộ dạng người này nghẹn đến hai mắt đỏ ngầu, Rốt cục thở dài, em dùng tay giúp anh nhé. Cố phong biểu môi, bỗng nhiên tiến tới bên tai Dư Bảo Nguyên. Dùng miệng được không? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đêm xuân khổ đoạn mặt trời lên cao, từ đó cố phong không lâm triều nữa. Mặt trời mọc lên đằng đông, ánh sáng ấm áp chiếu vào căn phòng. Trên giường đôi rộng rãi, chăn ngổn ngang, có hai người đàn ông đang nửa đắp chăn, mặt đối mặt nằm với nhau. Cố phong quấn dư bảo nguyên ở trong ngực Lúc này, hai bọn họ đều đã tỉnh Nhưng ai cũng lười dậy mà thôi Bảo bối, khóe môi cố phong hơi câu lên Ánh mắt u ám, tối qua thật đẹp Dư bảo nguyên ở dưới chăn đá hắn một cái Nói ít lời dâm Hôm nay anh đi mua bao Cố phong ghé vào bên tai dư bảo nguyên Thổ khí nóng nói lời khiến người ta mặt đỏ tim đập Mua một hộp to Lúc cần dùng phải đủ Em nó được không Mặt dư bảo nguyên nóng hổi Tùy anh nụ cười trên mặt cố phong càng thêm rực rỡ. Anh đừng cười như thằng ngu nữa, dư bảo nguyên liếc thấy nụ cười càng rỡ trên mặt cố phong, vừa thẹn vừa giận, dứt khoát một đấm nện hắn đến giữa giường, tối qua không phải đã dùng tay giúp anh phát tiết một lần sau. Đáng để cười thành như vậy hả? Cố phong ghé người qua, hôn lên khóe môi dư bảo nguyên đầy sắc dục, đáng chứ. Em là vợ anh, hai ta. Stop, dư bảo nguyên chặn lời hắn, Em trước kia chỉ nói là chúng ta qua lại thôi Anh gọi em là bảo bối em cũng nhịn Anh gọi em là vợ là sao Em vẫn chưa đáp ứng anh cái gì đâu Cố phong khiêu mi Đây là chuyện sớm muộn Dư bảo nguyên khiêu khích mà khêu khóe mắt Bỗng nhiên vương tay Tàn nhẫn nhéo thứ kia của cố phong Đàn ông vào sáng sớm Luôn sẽ bởi vì phản ứng sinh lý Mà lộ vẻ cực kỳ tràn đầy tinh lực Dư bảo nguyên vừa nhéo như vậy Khiến cả người cố phong giật nảy hắn vừa định đè người lại, ai ngờ Dư Bảo Nguyên giống con cá chạch trượt chuồng xuống giường, trực tiếp chui vào phòng tắm. Cố Phong một mình ngồi trên giường, tàn bạo nhìn về phía phòng tắm. Bảo bối nhà hắn đây là cố ý. Cơ mà. Cố Phong nghĩ đến câu lúc nãy của Dư Bảo Nguyên. Hắn bây giờ là bạn trai của Dư Bảo Nguyên, cái này không sai. Nhưng Cố Phong rất hiển nhiên chưa thỏa mãn. Hắn muốn làm là chồng của Dư Bảo Nguyên. Ông xã chỗ dựa cả đời. Cố phong dùng tay chống đầu, trong đầu không ngừng xoay chuyển. Hồi lâu, hắn bỗng vươn tay, cầm điện thoại mình đặt đầu giường, ấn vào giao diện uy chát, đăng vào một group cha. mình là chủ group, kéo tất cả lục dương lộ dương bạch hướng thịnh mạnh mãn long Anna vào, duy chỉ không kéo dư bảo nguyên. Lập group xong, hắn ấn nickname group, đổi thành cầu hôn trí nang đoàn. Chuyện này làm vội vàng, cố phong âm thầm gật gật đầu, Dư Bảo Nguyên càng sớm trở thành vợ hắn, hắn càng có thể yên tâm sớm. Trong quán siêu cấp Nguyên Bảo, Dư Bảo Nguyên đi vào trong quán, từ gia dai và hà tuệ đang bận rộn thường ngày. Buổi chiều khách trong quán không nhiều lắm, vì vậy hai người cũng coi như rảnh. Hà Tuệ ngồi trên ghế nằm của nhân viên yên lặng uống cà phê, từ gia dai ở một bên điên cuồng nấu cháo điện thoại, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích của thiếu nữ. Đã lâu không đến, trong quán thay đổi không lớn, nhưng người trong quán thay đổi rất lớn. Trong mấy nhân viên nữ, từ gia dai, dai đã tìm được bạn trai, nghe nói là làm người mẫu, hai người hãm sâu trong bể tình, cũng không ngại dính, suốt ngày nấu cháo điện thoại, nói mấy câu tâm tình khiến người ta nghe nổi da gà da vịt, hùng vũ đang dưới trị liệu của bác sĩ tâm lý, tinh thần toàn thân cũng dần tốt lên. Hùng Vũ đang vốn đã tiến triển, vì vậy ngoài công việc thường ngày, còn mở livestream ở phần mềm livestream nào đó hắn bởi vì kỹ thuật make up đỉnh cao của mình, rất nhanh có một nhóm fans, coi như hơi ho, trở thành make up blogger có tiếng trên phần mềm livestream. Dường như mỗi người đều sống càng ngày càng tốt. Dư Bảo Nguyên cười nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Hà Tuệ. Hình như, chỉ có Hà Tuệ, như hồi đầu gặp, độc thân đến giờ. Hà Tuệ từ trên ghế nằm đi xuống, liếc thấy ánh mắt Dư Bảo Nguyên nhìn về phía cô, cười mấy tiếng, đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên, bốt đừng lo lắng thay em em bảo vệ nghiên cứu thành công rồi dư bảo nguyên khiêu mi vậy thì thật tốt quá mỗi người các em tình yêu sự nghiệp học tập tất cả đều đang đi theo hướng càng ngày càng tốt bốt anh đây nên tăng lương cho các em ha không khí trong quán lập tức sôi động lúc này một nam sinh đã ngồi rất lâu nhìn dáng vẻ là sinh viên đại học đeo túi đứng dậy đến quầy gọi thêm mấy cốc trà sữa mang đi dư bảo nguyên order giúp hắn vừa ngẩng đầu chỉ thấy nam sinh này vẫn nhìn thẳng vào mình cậu cau mày em vẫn có chuyện gì sao nam sinh gãi gãi đầu sắc mặt càng đỏ hơn sau đó hầu kết chuyển động nhẹ nhàng hỏi chào anh xin hỏi có thể ác uy chát của anh không ạ à? hà tuệ đang thu dọn bàn ở bên cạnh dừng động tác nhắc đến cũng đúng dịp lúc hà tuệ quay đầu nhìn quầy chuông gió ở cửa quán vang lên len ken cửa bị đẩy ra một người đàn ông cực kỳ thành thục anh Tuấn đi vào quán. Cố Phong Cố Phong vừa nhìn thấy nam sinh đứng trước quầy muốn quét quy rờ quy chát của Dư Bảo Nguyên, liền biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không lập tức làm cái gì cả, chỉ chỉnh trang áo sơ mi màu đen đặc làm riêng của mình, giày da bóng loáng, bước chân dài được quần Âu bao lấy hoàng mỹ đi đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên, cầm hai cốc trà sữa đã đóng gói xong, mang theo nụ cười đưa cho nam sinh kia, trà sữa của em, cảm ơn đã đến cửa ở bên kia, đi thông thả. Nam sinh liền ngay ra, ngơ ngác để cố phong nhét túi giấy vào tay mình. Cậu ta qua hồi lâu mới kịp phản ứng, sắc mặt vẫn đỏ, hiển nhiên có hơi xấu hổ, em vẫn muốn ác uy chát của anh này. Xin hỏi. Hả, cố phong nhẹ nhàng cười một cái, ác em ấy thì không cần, nếu thật sự có việc gì, ác của anh đi, ác của anh cũng giống vậy. Dứt lời, hắn lấy điện thoại của mình ra, lật QR của mình đặt trước mặt nam sinh, mời. Nam sinh có hơi lúng túng, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên mã QR uy chát của cố phong hiển thị avatar và nickname của hắn. Mà avatar của hắn hình như chính là ảnh dư bảo nguyên. Nickname của hắn là tên tiếng Anh của mình cộng thêm hai chữ cố phong. Nam sinh vừa nhìn trong lòng liền hiểu, người đàn ông này có lẽ là chồng của chủ quán trà sữa, nhìn khí thế toàn thân, e là đại lão của công ty lớn nào. Cậu chàng kéo quay cặp, cầm lấy túi của mình vội vàng cúi người xin lỗi xin lỗi em không biết anh này đã có bạn trai cố phong và dư bảo nguyên liếc nhau một cái dư bảo nguyên nói với nam sinh không sao đâu nam sinh ngẩng đầu nhìn hai chồng chồng này rốt cục hết hy vọng đi ra siêu cấp nguyên bảo cố phong nhìn bóng lưng cậu chàng thở dài thở dài gì thế dư bảo nguyên hỏi hỏi cố phong có chút không vui sao luôn có người đến ghẹo em thế bởi vì em đẹp trai mà dư bảo nguyên lăn lộn theo cố phong đã lâu cũng học được da mặt dày vừa cười nói chuyện vừa lộ ra hàm răng trắng nõn hơn nữa nói đến bị người ghẹo số lần anh bị ghẹo còn nhiều hơn cả em vài người còn muốn leo lên giường anh nữa đó cố phong lúng túng ho khang sau đó bỗng nhiên tiến tới bên tai dư bảo nguyên vậy em có muốn leo không khóe môi dư bảo nguyên câu lên nếu em nói không muốn thì sao không muốn không sao hết Cố phong cắn vành tay Dư Bảo Nguyên một cái, anh leo giường em, được không? Dư Bảo Nguyên vui vẻ, lường cố phong một cái. Cố phong cười ông lấy người, đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi, nào, đến phòng nghỉ, không được mệt mỏi. Dứt lời, hai người cứ như vậy nắm tay đi vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, chỉ có một cửa sổ thủy tinh nhỏ có thể chiếu ánh sáng bên ngoài, vì vậy ánh sáng rất mờ. Dư Bảo Nguyên cởi áo ngoài, thoải mái nằm trên giường giảng gân cốt, sướng. Cố Phong thu dọn quần áo của cậu, treo lên bên cạnh, mới ngồi vào bên cạnh Dư Bảo Nguyên, anh đấm bóp cho em nhé. Thôi đi, Dư Bảo Nguyên kéo kéo góc chăn, trình độ kia của anh, em sợ anh đấm bóp thành liệt một nửa, thôi, anh vẫn là đừng bóp, Cố Phong có chút quan ức, anh cũng không tệ đến vậy chứ. Dư Bảo Nguyên hừ hừ, xoay người đi, không lâu lại quay lại, nói với Cố Phong, trong bếp có phần cơm em nấu, bữa trưa cho anh. Đóng gói xong rồi đó lát anh về công ty thì đem theo. Mắt cố phong sáng rực, em nấu cơm trưa cho anh. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa, dư bảo nguyên hừ một tiếng, một tí cũng không được để thừa, rau thơm cũng phải ăn. Ăn ăn ăn, cố phong gật đầu mạnh, đồ em nấu, lãng phí một chút anh cũng đau lòng, đâu để thừa được chứ. Dứt lời, hắn vui đến dương khóe môi lên, nằm nhoại bên cạnh dư bảo nguyên, kéo người qua, nhắm ngay đôi môi dư bảo nguyên một nụ hôn nồng nhiệt dư bảo nguyên bị tên này cưỡng ép bá chiếm môi lưỡi nói cũng không ra lời dẫy cũng không dẫy ra được tức đến giờ chân đá hắn một cái sao thế cố phong nhẹ nhàng buông cậu ra hỏi đến giờ rồi dư bảo nguyên thở hổn hển nói anh nên về công ty hôn thêm một lát dứt lời nụ hôn của cố phong lại nặng nề rơi xuống hôn dư bảo nguyên đến khi hô hấp rối loạn tay cố phong cũng không thành thật duỗi vào trong quần áo dư bảo nguyên tiếp xúc thân mật với da thịt cậu. Hắn thậm chí còn muốn đưa tay đến chỗ riêng tư hơn của Dư Bảo Nguyên. Rõ thật là nhịn hỏng tên đàn ông này rồi. Dư Bảo Nguyên nghĩ thầm. Đến khi cố phong rốt cục hôn đủ rồi, lúc này mới khó chia khó lìa buông người ra, vừa đi vừa quay đầu ra đến cửa. Lúc hắn ấn tay nắm cửa định ra ngoài không quấy rầy Dư Bảo Nguyên nghỉ ngơi, Dư Bảo Nguyên bỗng gọi hắn lại, chờ chút. Cố phong quay đầu, hiu anh qua đây, Dư Bảo Nguyên vẫy vẫy tay với hắn. Cố Phong nhíu mày, đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng vòng lây cái eo gợi cảm cường tráng của Cố Phong, sau đó nhẹ nhàng thổ hơi bên tai hắn. Vừa nãy đặt món quà nhỏ trong túi anh, tặng anh đó. Cố Phong nghe vậy, vui đến muốn trực tiếp thò tay móc ra. Không được động đậy, Dư Bảo Nguyên ngăn hắn lại, giờ không cho nhìn, đến khi anh đến phòng làm việc ngồi xuống, mới được phép xem sắc mặt cố phong sưng đến đỏ bừng, nhưng mà lời dư bảo nguyên nói, hắn cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn từ nhà bếp cầm bữa trưa tình yêu dư bảo nguyên nấu cho hắn đi, lái xe chạy như bay về xí nghiệp cố thị, đi thang máy đến phòng làm việc tổng tài của mình. Lúc hắn rốt cục ngồi yên ổn, hắn mới nhanh chóng duỗi tay móc túi quần mình ra. Lòng bàn tay đụng phải một thứ, hắn cầm ra nhìn thăm dò. Đó là một cái bao cao su hiệu đu rét loại mỏng nhẹ, size giờ lớn nhất. Buổi tối Cố Phong đến đón Dư Bảo Nguyên về nhà, sắc mặt rõ ràng hơi kỳ lạ. Dư Bảo Nguyên ngược lại biểu hiện đến là thoải mái, giống như người tặng bao cho Cố Phong không phải là cậu vậy. Cố Phong thật ra cũng không phải chưa từng bị gẹo như vậy, hắn từng được người tặng bao cao su, dầu bôi trơn đủ loại, nhưng những hành động quyến rũ trần trụi này sẽ chỉ khiến hắn vô cùng ghét và buồn nôn. Nhưng nếu như đối tượng là Dư Bảo Nguyên, sắc mặt Cố Phong hơi đỏ, hắn không muốn thừa nhận bởi vì chút trêu ghẹo này của Dư Bảo Nguyên, hắn đã tinh lực tràn trề suốt cả buổi chiều. Trong đầu toàn là hình ảnh không lành mạnh. Cố Phong đón Dư Bảo Nguyên vào ghế phụ xe đua của mình, sau đó đóng cửa xe lại. Hắn không vội khởi động xe, mà quay đầu nhìn gò má Dư Bảo Nguyên. "Bao là em nhét vào nhỉ?" Dư Bảo Nguyên cười cười, "Ừ, thì sao?" Cố Phong từ trong túi cầm lấy cái bao cao su kia trong tay, bảo bối, ý em là Dư Bảo Nguyên duỗi tay lấy cái bao cao su vẫn đóng gói đầy đủ kia trong tay Cố Phong, cười cười, dùng răng xé mở gói. Cố Phong nhìn cậu dùng miệng cắn mở gói bao cao su, chỉ cảm thấy lửa trong lòng cháy càng mạnh, hắn cơ hồ cũng sắp nghe thấy tiếng thiêu đốt đùng đùng của dục hỏa trong lòng mình rồi. Em đây là... Giọng hắn đã khẳng đặc, tên ngu cũng có thể nhìn ra, hắn lúc này muốn làm gì. Dư Bảo Nguyên nhìn cái bao bên trong gói bọc, nghiêng đầu tranh mảnh cười nói, ai, trước kia em từng dùng bao để thổi bóng bay đó anh biết không cố phong ư ừ một tiếng chỉ cảm thấy mặt mình cháy rất nóng dư bảo nguyên nhíu mày bỗng nhiên sinh ra chút hứng thú tà ác hành hạ cố phong khiến người đàn ông này vùi lấp trong dục vọng dùng sức trêu chọc hắn nhưng chỉ có thể để hắn nhìn không cho hắn ăn hình như rất thú vị khóe môi cậu hơi câu lên bỗng nhiên nói với cố phong dây lưng anh hơi bẩn dứt lời nhân lúc cố phong vẫn chưa kịp phản ứng duỗi tay sờ tới dây lưng của cố phong sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của cố phong ngón tay cử động lạch cạch nút dây lưng bị mở cố phong sắp nhìn đến nổ tung bị dư bảo nguyên ghẹo như vậy dục vọng của hắn đã sắp dìm hắn xuống dư bảo nguyên nhìn phản ứng của cố phong cười nói không cẩn thận mở dây lưng anh mất rồi xin lỗi tự anh cài vào đi mắt cố phong lộ ra chút cầu khẩn vợ à dư bảo nguyên dựa vào lưng ghế thoải mái thở dài sao vậy cố phong kề người qua chúng ta làm một lần được không dư bảo nguyên hừ nhẹ một tiếng sau đó cầm cái bao cao su kia chuyển hướng cố phong nói vậy anh trả lời mấy vấn đề của em trước đã hỏi cứ việc hỏi cố phong dùng sức gật đầu trưa nay lúc học sinh kia đến ác uy chát em có phải ghen không cố phong vẫn ngượng thừa nhận mình ghen hay không nhưng tình hình nguy cấp như này cũng liều mạng trực tiếp đào móc lời trong lòng ra phải cực ghen trong lòng rất khó chịu tại sao khó chịu cố phong cắn răng bỗng nhiên ông chặt lấy dư bảo nguyên em là của anh nụ cười dư bảo nguyên từ từ tăng thêm người khác ngấp nghé em anh đương nhiên sẽ khó chịu ghen tuông cố phong bực bội em là của mình anh anh không cho người khác ông mục đích đến gần em sau này uy chát của đàn ông là không được ác thật bá đạo dư bảo nguyên dẫu miệng nói chân mày cố phong vung lên mặc kệ em không dễ gì lại lần nữa trở thành bảo bối của anh anh phải trông kỹ em tuyệt đối sẽ không để người khác cướp đi ngay cả hơi thở của em anh cũng không muốn để thằng khác ngửi được dư bảo nguyên đánh ngực hắn một cái ok lái xe đi cố phong lúc này mới buông lỏng dư bảo nguyên nhưng cũng không lái xe giống như đang dỗi dư bảo nguyên biết hắn nhịn khó chịu lại lấy một thứ ra lén nhét vào trong dây lưng đã cởi của cố phong cho anh cố phong duỗi tay lấy ra đặt trước mắt nhìn. Một tấm thẻ phòng khách sạn tình nhân đẳng cấp. Tối nay thuê phòng khách sạn tình nhân, giọng dư bảo nguyên bay bổng tự hỏi. Anh nói, em nên dùng với ai đây? Hà Tuệ từ trong quán siêu cấp nguyên bảo đi ra, trên tay còn cầm một cốc trà sữa. Cô vừa đi xuống một bậc thang, chỉ nhìn thấy chiếc xe đua xa hoa đổ ở cửa, trong nháy mắt. Lao như tên bắn. Tích. Máy cảm ứng ở cửa phát ra một tiếng giọng vang, cửa phòng tình nhân được mở ra cố phong kéo dư bảo nguyên gấp gáp khó nhịn đi vào phòng vừa vào phòng đã đóng mạnh cửa lại lúc dư bảo nguyên vẫn chưa kịp phản ứng cố phong đã đè mạnh cậu lên cửa nụ hôn cũng nặng nề rơi xuống thở dốc của hai người cũng hừng hực bọn họ giống như hai động vật chịu hành hạ của tình dục sau khi rốt cuộc xác nhận ái ý với đối phương trong sự ép buộc thú tính nguyên thủy hận không thể xé đối phương ra ăn vào bụng chờ hô hấp dư bảo nguyên có chút bất ổn chờ chút đi lên giường quyến rũ anh cố phong hung hăng hôn giữa cổ dư bảo nguyên bảo bối em thật sự càng ngày càng hư dư bảo nguyên buồn cười túng cà vạt hắn không thích khóe môi cố phong câu lên không phải không thích mà là thích muốn chết dứt lời trực tiếp ông lấy cả người dư bảo nguyên đi vào phòng đặt dư bảo nguyên trên giường lớn mềm mại trang trí trong căn phòng phút chốc làm chói hoa mắt cố phong lắp đặt phóng khoáng xa hoa, ánh đèn ám mùi huyền ảo, mùi ngọt ngào trong không khí như có như không, cùng với từng tầng cánh hồng đỏ tươi trên giường. Trong lòng cố phong xúc động, ánh mắt càng thêm u ám. Bảo bối, em cho người sắp xếp. Dư bảo nguyên tiện tay mò một cánh hoa hồng, ném lên mặt cố phong, ông đây thích cảm giác nghi thức. Cố phong thở sâu, sau đó cởi áo khoác âu phục của mình, chỉ còn lại chiếc sơ mi đen, bao lấy thân thể cường tráng của hắn, bày ra đường công gợi cảm mê người và vòng eo khỏe mạnh có lực. Cả người dư bảo nguyên nằm trên cánh hoa hồng, mặt cũng được màu đỏ tươi của cánh hoa tôn lên chút hồng nhạt, thoạt nhìn càng anh Tuấn. Vẫn là lần đầu ông đây làm chuyện ngốc nghếch này, trước kia thấy người ta ở trong phim làm như vậy, cứ cảm thấy chua, hay, không nghĩ đến. Cố phong bước qua hai chân dư bảo nguyên, đè cả người trên người cậu, anh rất thích. Dư bảo nguyên nhìn khuôn mặt cố phong gần kề, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tay linh hoạt duỗi xuống phía dưới đến khi cố phong nhận ra ngón trỏ dư bảo nguyên đã câu trên dây lưng của cố phong cởi ra hay là em buông tay giọng cố phong khàn khàn hiển nhiên là hãm sâu trong dục vọng em nói xem cởi thì không dễ thu dọn dư bảo nguyên rõ ràng rất tự hiểu phòng tình nhân của khách sạn đã để cho bọn họ sắp xếp không trả lại được nữa vậy thì đừng trả dư bảo nguyên hừ nhẹ một tiếng nhưng mà là quẹt thẻ của anh hơn nữa Rất đắt Cố phong nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi của mình Lộ ra cơ bắp sexy Sau đó trực tiếp duỗi đầu hôn mạnh lên môi dư bảo nguyên giống như trừng phạt Em nếu muốn Mỗi ngày quẹt thẻ của anh một lần để làm chuyện này Vậy thì rất tốt Dư bảo nguyên bị hắn làm cho ngứa Không nhịn được cười Hai người lập tức không biết xấu hổ ông lấy nhau, quần áo từng cái bay ra ngoài. Không biết là ai gấp gáp sức lớn, trực tiếp ném cả chăn sang bên cạnh cánh hoa ám muội bay đầy trời giống như mùa xuân lại quay về đứa nào re úp là chó cửa xe đẩy ra cố phong từ trên ghế lái xuống phân phó người trong xe đi đổ xe cho mình hắn bước đôi chân thon dài vào nhà hàng cao cấp có phục vụ đã đang chờ nhìn thấy cố phong tự nhiên là cười tươi khẽ gật đầu đi phía trước dẫn cố phong đến phòng bao mà hắn đã đặt đẩy cửa phòng bao ra đã có rất nhiều người đang chờ anna tiểu chu bạch hướng thịnh mạnh mãn long lộ dương và lục dương cố phong trong cái nhìn chăm chú của những người này cởi áo khoác âu phục của mình sau đó duỗi cái lưng mỏi ngồi xuống ghế cố tổng xem ra tâm tình rất tốt ha mạnh mãn long hừ cười cảm giác vừa nãy đã làm chuyện khủng khiếp nào đó muộn thế này rồi giờ cũng không phải thời gian công việc nữa anna cau mày nhìn đồng hồ đến cùng là chuyện gì cố phong yên lặng nhập tọa nhẹ nhàng cười cười Bình thường hắn phải ở bên cạnh Dư Bảo Nguyên Chiều tối nay Hắn và Dư Bảo Nguyên rốt cục đã làm bước cuối cùng Dư Bảo Nguyên sau khi về nhà mệt mỏi ngủ luôn Hắn mới có cơ hội gọi những người này ra nói chuyện Mấy hôm trước không phải đã hỏi mọi người ở trong gờ rồi sao Cố phong vẫy tay Ra hiệu nhân viên phục vụ có thể mang thức ăn lên rồi Mọi người cứ đăng mấy cái linh tinh Vậy nên chúng ta phải nói chuyện mặt đối mặt Rốt cuộc Tôi nên cầu hôn thế nào mới được Anna nhíu mày À, hóa ra là chuyện riêng. Cố phong thật sự càng ngày càng hôn quân. Trong phòng bao, cười nói vui vẻ. Cố phong mắt lạnh nhìn mấy người gọi là bạn này. Bữa này là hắn mời, không sai. Nhưng mà... Mục đích hắn mời bọn họ đến dùng cơm là để bàn bạc làm thế nào cầu hôn dư bảo nguyên. Không phải bảo bọn họ đến mở party. Anna đã uống đến mặt đỏ rực, ngay cả hơi thở cũng phun ra mùi rượu. Trên bàn phía trước cô nàng, đặt mấy chai Hennessy đắt tiền đã mở người phụ nữ này gần đây thích vớt mở trên người bốt cô híp mắt mang theo nụ cười quyến rũ nói tôi hình như thấy cố tổng mọc hai đầu ha 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 lộ dương khiêu mi đó chính là cô không hiểu cố tổng vốn đã có hai đầu lục dương chọc chọc ngực nhỏ của lộ dương tiểu bại hoại đơ mờ mờ đây là lũ bạn tê phiên bản rít cười mỉm hồi sinh viên rủ ra quán bàn bạc bài thuyết trình cuối cùng ăn hết đồ trong quán là trời tối, cả lũ kéo nhau về cười mỉm. Bạch Hướng Thịnh và Mạnh Mãn Long ngồi bên kia căn bản không tham dự thảo luận. Cả quá trình đều là Mạnh Mãn Long gấp đồ ăn cho Bạch Hướng Thịnh, bóc tôm cho y, rút xương cá cho y, Bạch Hướng Thịnh bị Mạnh Mãn Long đút không ngưng miệng được, căn bản không có cơ hội phát biểu. Cả người cố phong tỏa ra khí lạnh, ho khan một tiếng, mọi người quên hết chính sự rồi à. Mọi người quay đầu lại, yên lặng. Người phụ nữ không biết sống chết Anna vẫn nghênh ngang đứng lên, lắc mông, kính chúng ta. Cố tổng anh tuấn của chúng ta một chén, cảm ơn anh ấy đã mời, hự, mời chúng ta ăn cơm. Nào, uống với bà đây chén rượu này. Cố Phong nhìn người phụ nữ này bình thường giỏi giang không khéo, uống say lại giống hắc si, thở dài. Là hắn sai rồi. Sao có thể ký thác kỳ vọng vào mấy người này cơ chứ? hắn còn không bằng ra đường kéo tùy tiện lấy một người cho mấy nghìn đồng hỏi ý kiến còn thực tế hơn hắn lắc lắc đầu gọi phục vụ thanh toán sau đó đứng dậy mọi người ăn từ từ tôi có việc về công ty một chuyến dứt lời trực tiếp nhấc chân rời khỏi phòng bao lái xe về tầng trên cùng xí nghiệp cố thị đến phòng làm việc của mình kéo ngăn kéo ra cầm mấy bản văn kiện định mang về nhà xử lý hắn đặt mấy văn kiện kia vào túi tài liệu đang định đóng ngăn kéo lại ánh mắt thay đổi lại nhìn thấy một bản tài liệu dưới ngăn kéo hắn duỗi tay lấy thứ kia ra bật đèn bàn làm việc của mình là hắn từng cho người điều tra thân thế của dư bảo nguyên cố phong không biết làm sao ngồi trở lại ghế lớn của mình trong tay cầm tài liệu này giống như gặp ma lật từng tờ từng tờ cả đời dư bảo nguyên giống như một chiếc xe nhỏ chạy trên con đường xóc nảy cậu trước kia đã mất đi tất cả hạnh phúc và vui vẻ giống như vác bọc quần áo nặng trên lưng sống qua loa trong thế giới này may mà may mà bây giờ hắn có lòng tin có thể cung cấp cho bảo nguyên tất cả hạnh phúc tốt nhất tốt nhất nụ cười cố phong khẽ lan rộng hắn nghĩ đến dáng vẻ dư bảo nguyên hôm nay ở khách tình nhân ở dưới thân mình chịu đựng không nổi phát ra âm thanh cảm giác thỏa mãn trong lòng tăng thêm vài phần người này đời này là của hắn mà hắn cũng sẽ dùng cả đời để trả lại cậu cố phong từ từ khép tài liệu lại chỉ ngơ ngác nhìn trang đầu tài liệu là một vài tư liệu cơ bản về dư bảo nguyên ánh mắt hắn dần dời xuống đến khi hắn nhìn thấy dòng địa chỉ quê của dư bảo nguyên tầm mắt bỗng nhiên ngưng lại có lẽ cầu hôn không nhất định phải long trọng linh đình khiến người ta chú ý chỉ cần có thể làm cảm động bảo nguyên để cậu cảm thấy có thành ý vậy là được rồi nhỉ lúc cố phong về đến nhà dư bảo nguyên đã hơi ngủ say tay chân hắn nhẹ nhàng đi tắm rửa, sau đó lặng lẽ nhấc một góc chăn lên, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm nào để mình nằm vào trong. Nhưng, giấc ngủ của Dư Bảo Nguyên khá nông, vẫn bị đánh thức. Về rồi à, Dư Bảo Nguyên mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, âm thanh lười biến cực kỳ. Sao muộn thế? Ở bên ngoài xem mấy tài liệu, giọng trầm thấp giải thích, lần sau nhất định sớm đến ông em ngủ. Dư Bảo Nguyên không nói gì, chỉ dụi dụi mắt, vừa nãy xem con chưa xem rồi cố phong nhẹ nói lúc về đã đi kiểm tra tình hình con ngủ say lắm em không cần lo thằng nhãi này ngủ như lợn con không có cách với nó khóe môi dư bảo nguyên nhiễm chút cười dùng tay víu lấy cổ cố phong nó là lợn con anh là cái gì cố phong cười nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi dư bảo nguyên em nói anh là cái gì anh chính là cái đó bà xã lớn nhất ngủ dư bảo nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại hơi thở ấm áp phun trên cổ cố phong, mình ngủ đi. Cố phong gật gật đầu, nhưng bị hơi thở của dư bảo nguyên phun, cứ cảm thấy có sợi lông vũ mềm mềm nóng nóng quét trên người, dục vọng chưa hoàn toàn biến mất lại linh hoạt, làm loạn thân dưới của hắn rất không yên ổn. Dư bảo nguyên hiển nhiên đã nhận ra điểm này, tay duỗi tới phía dưới cố phong nhéo một cái, anh là cầm thú hả? Sao thế? Hôm nay làm ở khách sạn ba lần rồi, giờ lại gì kia? Cố phong cười khổ nói, em xem xem, anh đã nhìn bao lâu không làm? Ba lần. Trị ngọn không trị gốc. Dư Bảo Nguyên há miệng cắn cánh tay cố phong, cắn tàn bạo, buông miệng mắng, thật là tên khốn danh xứng với thực. Một tháng này, Dư Bảo Nguyên phát hiện, cố phong bỗng nhiên trở nên bận rộn. Bình thường cứ đến làm phiền cậu, cả tháng nay, số lần đến làm phiền cậu ít hơn chút. Dư Bảo Nguyên đứng ở ban công đại trạch cố gia, nhìn xe cố phong lại vội vã chạy ra khỏi gara, lái về hướng không rõ tâm tình có chút phức tạp cậu muốn hỏi cố phong nhưng không biết tại sao lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào không hỏi ra được lúc này mới lại ở cùng nhau một tháng chẳng lẽ đã phải bắt đầu thăm dò hành tung của đối phương sao nhưng mà mới một tháng chẳng lẽ chẳng lẽ cố phong đã bắt đầu ngán tâm tình dư bảo nguyên có chút nặng nề trở lại phòng khách ông lấy cố gia duệ từ giữa giường sơ sinh lên đặt trong ngực nhẹ nhàng dỗ, sau đó quay về phòng mình, thay bộ quần áo thoải mái, ông cố gia duệ lái xe cũng đi ra ngoài. Đến cửa siêu cấp Nguyên Bảo, Dư Bảo Nguyên dừng xe, ông con trai vào quán. Từ gia gia đang thu dọn bàn, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, thấy là bốt và tiểu bốt, lúc này Dương nụ cười sáng lạng, bốt, anh đến rồi. Dư Bảo Nguyên cũng cười gật gật đầu. Từ gia gia thu dọn bàn xong, đến một bên ngồi xuống. Mà Hà Tuệ. Dư Bảo Nguyên đi tới bên cạnh quầy, chỉ thấy Hà Tuệ không chấp mắt nhìn chầm chầm màn hình, trên màn hình đang diễn một phim cổ trang cung đấu nào đó. Cô nàng này, đi làm lười biếng, thật là càng ngày càng lọc lõi. Dư Bảo Nguyên vừa tức vừa cười, ông Duệ Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh. Phục vụ, lúc này, một vị khách ngồi bàn bên cạnh gọi, cho ly sữa chua hô mê mết. Từ gia gia đang định đáp lại, bỗng một giọng nam vang lên, để tôi làm. Hùng Vũ đang mặc tạp về dùng để làm việc, từ gian phòng nhỏ đi ra, vỗ vỗ trên người mình, quăng ánh mắt ra hiệu từ gia dai, dai không cần giúp, liền tự mình đi đến bên cạnh người đàn ông kia, order cho hắn. Dư Bảo Nguyên không nhìn được nhìn người đàn ông kia thêm một cái. Đầu cua, trên mặt có râu ngắn, mặt mũi là kiểu đàn ông cực kỳ dương cương, da màu đồng cổ, cũng vóc người tam giác, cực kỳ cường tráng. Từ gia dai, dai mang theo chút sầu não đi đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên, ngồi sổng xuống, sờ sờ đầu cố gia duệ sao thế dư bảo nguyên buồn cười nhìn từ gia dai cho em nghỉ ngơi còn không tốt à từ gia dai hừ cười một tiếng bỗng nhiên mờ ám ghé bên tai dư bảo nguyên nói bốt anh quan sát kỹ người đàn ông kia dư bảo nguyên nhíu mày lại nhìn người đàn ông cường tráng kia thêm mấy cái không phát hiện đặc biệt gì từ gia dai tiếp tục nhẹ nhàng nói người đàn ông kia đây là lần thứ 18 đến quán chúng ta trong tháng này rồi lần nào cũng gọi đồ giống nhau em nghe ngóng qua hắn làm chủ thầu công trình ừm gần đây đều là chị thiên hương của chúng ta order cho hắn đó dư bảo nguyên lúc này rốt cuộc nghe ra ý không hề tầm thường cậu lại ngẩng đầu nhìn thấy hùng vũ đang đã order cho người đàn ông kia xong người đàn ông kia nháy mắt trái với hùng vũ đang mà hùng vũ đang cũng lẳng lơ quyến rũ nháy mắt mình hay lắm một người thì giờ làm việc xem phim cung đấu còn một người thì giờ làm việc quyến rũ đàn ông trong quán cậu tuyển người thế nào vậy? Nói thì nói vậy, thật ra trong lòng Dư Bảo Nguyên vẫn rất vui. Lâu như vậy rồi, cậu kỳ thật đã coi Hùng Vũ đang là bạn mình, cậu biết thứ Hùng Vũ đang từng trải qua bi thảm cỡ nào, cũng biết hắn thật ra thiếu cảm giác an toàn cỡ nào. Bây giờ, nếu Hùng Vũ đang thật sự có được ấm áp và hạnh phúc, vậy cậu từ trong lòng chúc phúc. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười khẽ, cảm giác điện thoại mình rung. Cậu lấy điện thoại ra, là một quy chát của cố phong. Bảo bối, mai cùng anh đi thăm hạng mục khai phá điền sản nhé, anh lái xe. Dư Bảo Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện làm ăn của cố phong, cậu chưa bao giờ hỏi đến, sao đột nhiên lại hỏi cậu. Nhưng mà cậu cũng không trực tiếp hỏi, mà đơn giản đáp lại, ok. Dù sao ngày mai đi là biết, Dư Bảo Nguyên sợ cái đầu nho nhỏ của cố gia duệ, trong lòng nghĩ như vậy. Cố phong lái xe mấy tiếng, rốt cuộc đến nơi. Dư Bảo Nguyên ở trên xe ông con trai ngủ đến mê man, vừa mở cửa xe ra, liền sợ ngay người. Đây không phải là... Quê mình sao? Cố Phong nhìn ra nét mặt nghi ngờ của cậu, cười nói, nào, đi theo anh. Dư Bảo Nguyên mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, đi chậm chậm theo sau Cố Phong. Nhà cũ, đường bùng lầy, tường bùng vàng. Con cúng màu vàng nghiêng đầu trong góc, đứa nhóc mở to đôi mắt tò mò ngồi trên bậc thang rêu xanh dư bảo nguyên nhìn cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc này nhất thời trong lòng có chút xúc động cố phong quay đầu lại cười nói với dư bảo nguyên đưa nhóc con cho anh dứt lời hắn duỗi tay nhận lấy cố gia duệ một tay thuần thục ôm vào trong ngực một tay dắt dư bảo nguyên từ từ đi về phía trước thời tiết rất quang mặt trời cũng không gắt ấm áp gió cũng rất nhẹ là thời tiết tốt khiến người ta thoải mái cố phong dường như rất quen thuộc với nơi này dắt tay dư bảo nguyên rẽ trái rẽ phải từ khu ở đầy nhà cũ rẽ ra ngoài đến sườn núi nhỏ trên sườn núi có khu vườn hoa nhài dư bảo nguyên nhớ mình hồi bé thường đến chỗ này chơi lúc này cửa vườn hoa nhài có hai người đàn ông mồ hôi chảy ròng ròng tháo biển hiệu cũ của vườn hoa nhài xuống dẫn em đến đây làm gì dư bảo nguyên buồn cười nói cố phong ý cười đầy mặt không nói chuyện dắt dư bảo nguyên đi vào vườn hoa nhài hai người đàn ông kia thấy cũng không cản Cố Phong dẫn Dư Bảo Nguyên từ một con đường mòn đi lên sườn núi trải đầy cỏ mềm xanh nhạt, hai người rốt cục ngồi xuống. Ánh mặt trời an tĩnh chiếu vào sườn núi. Lúc này chính là mùa hoa nhài nở rộ, bên trong vườn hoa nhài, hoa nhài bạc ngàn giống như một trận tuyết từ trên trời rơi xuống, từng chấm trắng toát thơm ngào ngạt. "Đẹp không?" Cố Phong quay đầu hỏi. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu. "Vườn hoa nhài này, em hồi bé thường xuyên đến." Hồi bé trong nhà nghèo mẹ còn đến vườn hoa nhài này làm công nhân hái hoa phụ trách hái những bông hoa trắng toát trải khắp núi đưa đi gia công dư bảo nguyên nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ không khỏi bay bổng đúng lúc ấy trong vườn hoa nhài rộng lớn xuất hiện hai người một người phụ nữ mặc quần áo chững chạc rất lỗi thời đeo cái sọt đi vào từng khóm hoa nhài dày đặc một đứa bé đi theo sau người phụ nữ bọn họ giống như hai mẹ con người phụ nữ khẽ không lưng đưa tay hái hoa nhài, ngửi ngửi, bỏ vào trong sọt, chậm chậm đi về phía trước. Mà đứa bé kia nhảy nhót đi phía trước. Mẹ nó thỉnh thoảng quay đầu lại, nhẹ giọng trách mắng mấy câu, liền làm việc tiếp. Bé trai chơi đến là vui vẻ, bỗng nhiên vẫy vẫy tay về phía nào đó. Dư Bảo Nguyên nhìn về phía nó vẫy tay, nơi đó có hai cụ già tóc bạc, một nam một nữ, ngồi song song, mặt đầy yêu thương. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hoa nhài bạc ngàn mẹ đang hái hoa con đang ở trong bụi hoa tùy ý chơi đùa sườn núi không xa ông bà đang nhìn cháu trai giống như khỉ con chạy toán loạn trong bụi hoa một bên hưởng thụ gió nhẹ phe phẩy tóc một buổi chiều hạnh phúc biết bao tất cả những thứ này tại sao lại trùng hợp với ký ức của mình vậy dư bảo nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn cố phong nhìn cố phong giống như không biết gì cả chỉ khẽ câu khóe môi lên anh làm dư bảo nguyên khàn giọng hỏi cố phong đang muốn đắc ý quay đầu lại phát hiện trong hốc mắt dư bảo nguyên đã ửng đỏ hắn nóng nảy sao mắt lại đỏ có phải anh làm hỏng rồi không xin lỗi xin lỗi bảo bối anh chỉ là muốn lời của hắn còn chưa nói hết dư bảo nguyên đã nhẹ nhàng tựa vào đầu vai hắn dư bảo nguyên mở miệng lời của cậu kèm theo mùi thơm ngát của hoa nhài bay vào trong tay cố phong hồi bé ở quê hàng năm cũng giống vậy hoa nhài nở khắp nơi tôi điểm cho thôn trang nhỏ bé này giống một trận tuyết nho nhỏ rất đẹp khi đó mẹ là công nhân hái hoa của vườn hoa nhài bà hàng ngày đến đây làm việc em đi theo sau bà nhìn bà thả từng bông hoa nhỏ vào sọc ông bà hồi đó vẫn sống bọn họ sẽ làm bánh hoa nhài và nước nóng chờ em chơi mệt đến sườn núi tìm bọn họ đòi ăn em vẫn nhớ lúc đẹp nhất cứ có cơn gió thổi qua vườn hoa nhài này liền sẽ bay lên cánh hoa nhài trắng muốt đầy trời mẹ ở trong biển hoa nhài quay đầu cười với em, tóc bà bay nhẹ đến khóe miệng, thật sự rất xinh đẹp. Cố phong cũng nhẹ dựa đầu qua, sau đó, lặng lẽ sờ sờ móc ra một cái hộp nhỏ trong túi áo mình, bên trong là một miếng bánh hoa nhài. Đây là... Anh làm đó, sắc mặt cố phong trở nên đỏ, cười nói, học rất lâu, nhưng vẫn làm thành thế này. Ai, anh quả nhiên không có thiên phú. Mắt dư bảo nguyên có chút sót, cậu duỗi tay cầm một miếng bánh hoa nhài lên, bỏ vào trong miệng hình dạng nhìn qua không ra sao nhưng mùi vị lại thơm ngọt đến vậy đồ ngốc mắt dư bảo nguyên lấp lánh cười mắng đúng anh ngốc nghếch cố phong cũng thuận theo lời dư bảo nguyên sau đó cười nói bảo bối em xem dưới sườn núi là thời gian hạnh phúc nhất mà em từng trải qua trên sườn núi hai ta dựa vào nhau sau này cũng sẽ hạnh phúc dài lâu những bóng tối ký ức trong đó chúng ta sẽ nghiền nát nó sau này, thế giới của em chỉ sẽ có hạnh phúc và ấm áp. Cho nên, Cố Phong hít sâu một hơi, có thể giao cả thế giới của em cho anh bảo vệ không? Dư Bảo Nguyên phì cười, cánh tay ông hai chân ngồi trên sườn núi, nói buồn ói. Phóng mắt nhìn xa, quê hương kỳ thực rất đẹp, rất đẹp. Trên mảnh đất này, ký ức đẹp nhất của cậu vẫn ở nơi đây. Cố Phong ho nhẹ một tiếng, sau này thường đến đây đi dạo, dù sao cũng là vườn hoa nhại của em thỉnh thoảng cũng để ý chút. Nụ cười dư bảo nguyên cứng lại, quay đầu hỏi, anh nói gì cơ? Vừa nãy nhìn thấy hai người thay biển ở cửa không, cố phong nhẹ nhàng sờ mặt dư bảo nguyên, anh. Đã mua lại vườn hoa nhài này tặng cho em. Mẹ sư anh. Hai mắt dư bảo nguyên trợn tròn. Anh biết nơi này đối với em mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, nơi này cất giữ ký ức đẹp nhất hồi nhỏ của em, giọng cố phong rất từ tính rất dịu dàng, Khu vực này sau này nhất định liệt vào danh sách dở bỏ, nhưng anh không hy vọng ký ức của em bị dở bỏ như vậy, cho nên anh đã làm chút công tác, sau này nơi này sẽ phát triển gia công hoa nhài, làm thành khu sản nghiệp, không cần phải dở bỏ. Những ký ức hạnh phúc của em cũng có thể lưu giữ lại. Kinh ngạc trong lòng Dư Bảo Nguyên không cách nào tiêu tan, cậu đập mạnh vào ngực Cố Phong, anh nhiều tiền đốt quá nhỉ. Đốt tiền cho em, nụ cười Cố Phong càng ngày càng sáng lạn anh rất sẵn lòng. hai người cứ như vậy ở trên sườn núi ngắm cảnh hoa nhài đẹp đến cực điểm, không ai nói chuyện. hồi lâu, cố phong bỗng nhiên đưa tới một đóa hoa nở rộ tặng em. dư bảo nguyên nhận lấy, đặt trước mắt nhìn. cánh hoa trắng muốt nhở vừa vặn, mà bên trong cánh hoa, một chiếc nhẫn cưới kiểu nam, an tĩnh nằm bên trong. gió chiều rất nhẹ, mang theo hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, thoải mái khiến người ta say mê hoa lại nở rộ tùy ý thả ra mùi thơm đặc biệt lan tràn khắp đất trời chiếc nhẫn đặt bên trong cánh hoa kia lóe lên ánh sáng đây là giọng dư bảo nguyên có chút đình trệ trong tay cố phong cầm cuốn hoa nhưng chỉ có hắn biết lòng bàn tay mình đã ướt đẫm trên lưng mình cũng thấm đầy mồ hôi trời mới biết chuẩn bị nghi thức cầu hôn vừa không phô trương lãng phí lại vừa tràn đầy tâm tư như vậy hắn suy nghĩ và sắp đặt bao lâu chỉ là ở trước mặt dư bảo nguyên giả bộ tự nhiên mà dùng đóa hoa đặt nhẫn đưa tới trước mặt cậu cũng đã tốn hết tất cả khí lực của cố phong em ấy sẽ đáp ứng chứ em ấy sẽ từ chối sao trái tim cố phong giống như đánh trống kêu thùng 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 không ngừng dư bảo nguyên lặng lặng mà nhìn chiếc nhẫn kia nhất thời sóng triều trong lòng mãnh liệt cậu híp mắt nhìn về phía xa trên bầu trời màu lam trong vắt ngẫu nhiên có một đàn chim bay qua dưới bầu trời quê hương của mình, một mảnh hoa nhài sung xuê nở rộ, trong đó có vài bóng dáng hư ảo, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui. Hình ảnh ấm áp cỡ nào? Mẹ và ông bà từng mang đến cho cậu ấm áp và hạnh phúc, nhưng bất đắc dĩ bọn họ đều bị thời gian mang đi. Mà Cố Phong, Cố Phong sẽ ở bên cậu bao lâu đây? Hứa hẹn của Cố Phong sẽ giữ được bao lâu đây? Dư Bảo Nguyên quay đầu nhìn Cố Phong, trong ánh mắt có chút ý tứ chất vấn. Cố Phong nhìn hiểu, giọng trầm ổn nói, bảo bối, tin tưởng anh. Dư bảo nguyên ngước mắt nhìn nhau với hắn, sống gợn trong mắt quay vòng. Em lớn lên ở đây, mẹ và ông bà em, từng cho em ký tức tuổi thơ đẹp nhất và quý giá nhất. Sau đó, em đã trải qua một thời kỳ tối tăm. Cổ họng cố phong nghẹn lại, xin lỗi, anh cũng từng vào lúc em lâm vào bóng tối lạnh nhạt đứng nhìn. Sau đó, em và thời gian khiến anh hiểu được, có vài người, anh không thể đánh mất. Anh khao khát mỗi một ngày đều có thể ôm em và con. Anh khao khát mỗi ngày tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy đều là khuôn mặt em. Ngày tháng 2 chúng ta khó khăn trên đảo Hoang. Anh đã hàng ngày ảo tưởng, có em ở bên mỗi sáng, uống một chén sữa nóng, cùng nắm tay em ngồi dưới ánh mặt trời, hẳn tốt đẹp cỡ nào. Chúng ta cùng nhau trải qua sống chết, anh càng hiểu được trân trọng em, cho nên, bảo bối, lần này không cần lo sợ, yên tâm đến bên cạnh anh. Dư bảo nguyên hít một hơi sâu, trong đôi mắt ánh sáng nhu hòa lay động. Từ nay về sau, cái ông của anh chỉ thuộc về em và con trai, bờ vai anh cũng chỉ để em dựa, tất cả của anh đều thuộc về em, vì em, anh sẵn lòng từ bỏ những tật xấu kia của anh, bởi vì anh chỉ muốn nắm tay em đi hết cả đời này, thiếu một phút thiếu một giây, anh cũng phải tính toán chi ly. Từ nay về sau, bác anh rửa giúp em, việc nhà anh cũng học làm, con trai anh tuyệt đối sẽ cùng chăm sóc, dưỡng dục với em từ nay về sau chúng ta chính là một gia đình anh sẽ cố gắng làm một người cha ưu tú nhất và người chồng đáng tin nhất anh yêu em cố phong hít sâu một hơi vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc cho nên em đồng ý cho anh cơ hội này chứ dư bảo nguyên quay đầu đi hình như vẫn đang suy tư cố phong vẫn lơ lửng tay cầm lấy bông hoa kia tay hắn đã rất mỏi nhưng mà dù cánh tay mỏi cỡ nào hắn cũng không chịu để tay xuống Hắn đang đợi một đáp án. Trong lòng Cố Phong chậm chậm đến giây, 47, 48, 49. Trái tim hắn cũng theo số giây thay đổi mà đập. Chưa từng có chuyện nào có thể khiến hắn khẩn trương như vậy chờ đợi như vậy. 57, 58, 59. Một giây cuối cùng của một phút sắp nhảy qua, Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên hướng mặt về phía Biển Hoa, duỗi ra một tay với Cố Phong. Nếu kích cỡ không đúng, anh tự động đóng gói, biến đi. Những lời này truyền đến trong tai cố phong, hắn thậm chí còn có chút không dám tin. Cái này có ý gì? Là Dư Bảo Nguyên đồng ý sao? Trái tim cố phong nhảy như sấm dậy, tay hắn cũng đang khẽ run. Qua một hồi, hắn mới từ trong vui mừng của mình thoát ra, giọng cũng bởi vì vui mà run rẩy. anh. Anh đã cho người đối chiếu kích thước rất nhiều lần, nhất định. Nhất định sẽ không sai. Bảo bối, nhất định sẽ không sai. Vừa nói, hắn nhanh nhẹn lấy nhẫn cưới bên trong cánh hoa ra, nhắm vào ngón tay Dư Bảo Nguyên. Trong cái nhìn chăm chú khẩn trương của Cố Phong, chiếc nhẫn cưới thiết kế tinh xảo điệu thấp lại không đánh mất lộng lẫy kia, bao chặt lấy ngón tay Dư Bảo Nguyên, vừa vặn. Vừa in, Bảo Nguyên, em thấy sao, vừa in, ngữ khí Cố Phong đã vô cùng kích động. Rất hợp với em. Dư Bảo Nguyên đặt ngón tay đeo nhẫn lên trước mắt, từ trên xuống dưới nhìn một lần, cười nói, cái thứ đồ này, hình như đã trói cả đời em rồi cố phong nhích lại gần không phải đã trói cả đời em lại rồi sao dư bảo nguyên nhẹ nhàng quay đầu cảm nhận được tóc cố phong đang gãi cổ cậu trong lúc nhất thời ngứa đến hít mắt rõ thật là mấy chiêu với lời buồn nôn này anh học được chỗ nào vậy phát ra từ nội tâm cố phong cười nói lời thật lòng thành ý của anh dư bảo nguyên nhẹ nhàng cười cười hít sâu một hơi đã đáp ứng anh rồi vậy cũng tìm ngày lo liệu công việc đi dù sao cũng phải có gia đình tâm lý an toàn nghe được những lời này trong ánh mắt cố phong đã thấm đầy vui sướng và kích động dư bảo nguyên rốt cục đáp ứng rồi rốt cục đã đáp ứng làm vợ hắn rồi hắn hối hận lâu như vậy chờ đợi lâu như vậy nghĩ cách lâu như vậy dư bảo nguyên rốt cục gật đầu với hắn cố phong cảm giác sâu sắc được thời khắc này đến không dễ không cách nào gằn xuống kích động trong lòng không nhịn được ông lấy nhại thối nhà mình lúc lên lúc xuống dơ thằng nhãi này lên hành hạ nó con trai đã đi sắp kết hôn với ba rồi con thấy ổn không đát đi sắp vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên ba rồi được rồi đấy dư bảo nguyên lường cố phong một cái cướp con trai về đừng dọa duệ duệ nữa cố phong cười ngốc nghếch mấy tiếng anh đây là quá vui bảo nguyên anh thật sự quá vui sao lại ngốc vậy chứ dư bảo nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu dù gì cũng là tổng tài tập đoàn cố thị gặp phải chút chuyện, sao không thu tâm tình lại được chứ? Cái khác anh đều có thể khắc chế, cố phong dựa vào dư bảo nguyên càng gần, thậm chí quá đáng ăn đậu hũ ở cổ dư bảo nguyên. Nhưng mà, chuyện em đáp ứng lời cầu hôn của anh, anh thật sự không nén nổi tâm trạng. Dư bảo nguyên cười nhẹ một tiếng, duỗi đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực cố phong. Cậu nhìn biển hoa nhài tuyệt mỹ này, nhìn mẹ con chơi đùa tùy ý bên trong, nhìn ông bà dường như tách rời với thời gian thông dong bên sườn núi, cảm thụ nhiệt độ lồng ngực cố phong, giống như tất cả tốt đẹp trên thế giới này đều sâu lại với nhau. Mùi thơm ngát chui vào trong mũi Dư Bảo Nguyên, cậu không nhịn được hít sâu hơn, cảm nhận không khí thơm ngọt ngào ngạt. Lần này, cậu thật có thể hạnh phúc chứ? Cậu nghĩ. Tưởng Hạo đeo túi đi đến cửa kiểm an của sân bay. Lý Kha giống như thú cưng theo đuôi phía sau. Được rồi, Tưởng Hạo xoay người, nhìn Lý Kha thấp hơn mình một khúc tiễn đến đây là được rồi, đến nơi tao gọi điện thoại cho mày. Lý Kha sa sút tinh thần, cần phải đi sao? Tưởng hạo thở dài, nhất định phải đi. Mẹ mày cũng thật là, Lý Kha biểu môi, giống như có gì chỉ lầm lũi hờn dỗi, cũng không biết đau lòng con mình. Phái mày đến nơi xa như vậy làm việc một năm, bà ấy không nhớ mày à? Tưởng hạo nhẹ nhàng cười cười, bà tao với mẹ tao từ nhỏ đã như vậy, đầy ham muốn kiểm soát tao. Thật ra, cơ hội lần này ra ngoài làm việc là tao tự giành lấy lý kha nhất thời kinh ngạc trận to mắt tự mày giành lấy mày ngu à tao không ngu tưởng hạo lắc lắc đầu tầm mắt bay về phía xa chỉ cần tao cứ như bây giờ dựa theo suy nghĩ của ba mẹ tao sống tiếp một ngày vậy cả đời tao cũng đừng nghĩ đến sống giống như một người tự chủ lý kha mày hiểu không tao đã lớn rồi tao không muốn tiếp tục cuộc sống giống như con diều bị kéo dây nữa Lý Kha sụ mặt, trong tay đánh đánh quai ba lô bị rơi xuống của tưởng hạo. Hai bọn mình anh em tốt nhiều năm như vậy, hay, thật sự phải rời khỏi mày, vẫn hơi luyến tiếc, tưởng hạo bỗng nhiên cười nói. Lý Kha lập tức ngẩng đầu lên, tiên sư mày thật sự sẽ nhớ tao. Đồ chó không lương tâm mày, thật sự sẽ nhớ tao. Đương nhiên. Khóe miệng Lý Kha co rút. Dù sao, mày cũng đã quyết định, một năm nay mày cứ đi thôi, một năm sau nhớ quay về là được. Tưởng hạo nhíu mày, giờ đã bắt đầu tiếc tao rồi. Lý Kha lường anh một cái, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng tưởng hạo chợt động. Chắc không đâu, mày bị tao cờ hờ, cờ hờ mấy lần, bị tao cờ hờ, cờ hờ công rồi hả? Lý Kha vừa nghe lời này, tức đến muốn cắn nát răng, phi đôi chân ngắn ngủn lên đạp mạnh vào đùi tưởng hạo, mày còn dám nhắc đến. Ok ok, tao không nói nữa, tưởng hạo xin tha, quay đầu nghe thấy tiếng dục truyền đến trong phát thanh, dù có không nỡ thế nào anh cũng chỉ có thể nhấc ba lô mình lên vậy thì tao đi đây biến đê lý kha trận mắt tưởng hạo làm bộ thoải mái phất tay với hắn sau đó trong cái nhìn chăm chú nhiệt tình của lý kha đi vào kiểm an sau đó bóng dáng kia biến mất trong đám người không nhìn thấy nữa lần này phải một năm đó lý kha đứng tại chỗ ở nơi tưởng hạo không nhìn thấy hốc mắt nhanh chóng đỏ lên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cho rằng mình là anh em của tưởng hạo nhưng không nghĩ đến người anh em này của hắn đã ở trên giường cơ hờ cơ hờ hắn hắn cũng không nghĩ đến chỉ mấy lần hành động thân mật đó hắn vậy mà hắn vậy mà trong lòng hắn vậy mà có chút cảm giác khác biệt lý kha đưa tay lau mặt vẻ mặt đưa đám lẩm bẩm một năm dài như vậy mày đừng có mà ở bên ngoài này nọ đấy nhá nhớ là đến một năm phải sớm quay về đừng ở bên ngoài chơi vui không biết đường về. Trong sạch của bố mày đã giao trong tay mày rồi đấy. Không được quên tao nhé, mặc dù mày không nghe thấy, nhưng mà, không được quên tao nhé. Thằng khốn mày. Cố gia duệ sinh ra đến tháng thứ 8 đã biết bò. Ngày đó, Dư Bảo Nguyên và Cố Phong đều ở bên ngoài, là chú Hà ở nhà chăm sóc Cố gia duệ. Trong tay chú Hà có vài việc phải làm, bèn đành phải đặt Cố gia duệ trên sofa. Dư Bảo Nguyên và Cố Phong làm việc xong về đến nhà, vừa đi lên tầng 2, khiếp sợ nhìn thấy thằng nhãi nhà mình dùng cả tay chân, giống như động vật bốn chân bò trên đất. Nó nó nó. Biết bò, Dư Bảo Nguyên kinh ngạc nói. Cố Phong nhíu mày, xem ra là vậy. Mặt mày Dư Bảo Nguyên phấn chấn, đang muốn đi lên xem, ai ngờ bên cạnh đột nhiên xông tới một cái bóng khoai sọ. Khoai sọ phấn chấn thân thể béo mềm của mình, bước chân mèo đi về phía Cố gia duệ cố gia duệ bò bao nhiêu bước nó cũng theo bấy nhiêu bước sau khi đi theo một đoạn khoai sọ bỗng nhiên ở trước mặt cố gia duệ quỳ chân trước tôn quý của mình xuống để mình nằm rạp cố gia duệ mở to đôi mắt bò từng chút một lên lưng khoai sọ khoai sọ bình thường cao quý lãnh diễm lần này vậy mà không chút phản kháng đến khi cả người cố gia duệ đều nằm bò trên lưng khoai sọ khoai sọ ngọ ngoại muốn đứng chân trước lên sau đó chở cố gia duệ đi dạo khắp nơi trong phòng nhưng mà Thằng nhãi này hình như hơi nặng Ít nhất khoai sọ không cổng dậy nổi Dư Bảo Nguyên nhìn một màn khiến người ta kinh ngạc Nhất thời quên mất hành động Đến khi chân khoai sọ lão đảo Dư Bảo Nguyên mới vội vội vàng vàng tiến lên ông cố gia duệ vào lòng Hai thằng quỷ nghịch Dư Bảo Nguyên cười mắng Ai bảo hai đứa chơi như vậy Cố phong cũng bế khoai sọ lên Xem ra Hai đứa này nhân lúc chúng ta không có ở đây, thường xuyên làm như vậy, cho nên mới thuần thục thế. Mu, cố gia duệ há miệng kêu một tiếng. Nhóc vừa kêu, khoai sọ bên cạnh cũng meo 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 theo, nhất thời trong phòng ầm ỉ không thôi. Con mèo hư này, cố phong biểu môi, anh bình thường sờ cái cũng không cho sờ, anh đút cho nó thức ăn mèo nó còn ghét nữa, sao bây giờ lại thân với duệ duệ vậy, ngay cả lưng cũng cho nó cưỡi, thật bất công. Dư Bảo Nguyên buồn cười nhìn cố phong một cái, còn chúng ta bé đã hiếu động như vậy, sau này e Ella... là vẻ mặt cố phong ngưng trọng, sau này e là không yên nữa. Dứt lời, hắn thở dài, quay đầu nhìn cố gia duệ lộ ra đầu nhỏ trong ngực dư bảo nguyên, mở to con ngươi đen lấy, duỗi tay xoa đầu nó, nhảy con, sau này ngoan một chút cho đát đi, nếu không đác đi dạy dỗ con. Đã 8 tháng rồi. Lý Kha ngồi trên sofa, điện thoại đặt một bên, không có lòng nghịch. Trong lòng hắn đang tính toán, xa một năm, còn bao nhiêu ngày? Tám tháng nay, xảy ra rất nhiều hắn và tưởng hạo từng phát sinh quan hệ tình dục bị chị hắn nói với mẹ hắn thế là trong nhà liền rối loạn mẹ lý kha từ trong phòng lao ra đi theo sau chị hắn mẹ hắn ngồi đối diện lý kha vẻ mặt ngưng trọng lý kha con nghe lời thành thật nói với mẹ có phải tưởng hạo nó nó ép con lên giường còn có phải bị uy hiếp lý kha em nói thật với chị chị lý kha cũng vẻ mặt nghiêm túc hai tay lý kha xoắn vào nhau vẫn sử dụng trầm mặt để đối đầu. Lý Kha, mẹ bỗng nhiên cất cao giọng, con bây giờ không nghe lời như vậy sao? Mẹ hỏi con con cũng không trả lời sao? Lý Kha cắn chặt răng, sau đó bỗng ngẩng mắt lên, không phải cậu ấy cưỡng bức con, là con thích cậu ấy, thích cậu ấy, được chưa? Hai mẹ con Lý Gia, nhất thời hít sâu một hơi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Kha vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Không phải, không phải, chị lý kha vẫn có chút choáng váng sao em lại thích cậu ta chứ em nhất định là bị nó cưỡng bức chị lúc đó nghe thấy hết giọng em rất vùng vẫy em chị à ánh mắt lý kha liếc đi không nhìn cô chị chưa nghe nói đến tình thú sao chị lý kha lúng túng ngừng nói lại chỉ còn lại đôi con ngươi trợn to như chuông đồng con là đồng tính luyến mẹ lý kha mang theo đầy khiếp sợ hỏi một câu lý kha mím chặt môi hồi lâu giống như hạ quyết tâm vâng một tiếng mẹ lý kha liền xù lông bà kéo lý kha đi vào phòng ném lý kha vào trong sau đó đóng rầm cửa lại cũng không biết cầm đâu được chìa khóa cạch một tiếng khóa cửa từ bên ngoài mẹ không tin mẹ lý kha giọng sắc bén con đừng nói linh tinh với mẹ con chỉ là muốn bảo vệ tưởng hạo có phải không con không chịu nói thật với mẹ phải không lý kha bên trong cũng không có chút âm thanh được con không nói mẹ lý kha hô hấp nặng nề vậy con ở bên trong nghĩ thông suốt cho mẹ. Nghĩ thông rồi thì ra. Lý Kha bên trong, vẫn ủ rũ ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân đi xa của mẹ mình, hắn mới thở dài. Hắn lấy điện thoại của mình ra, mở WeChat, mở giao diện chat với tưởng hạo. Ghi chép trò chuyện mới nhất, vẫn dừng lại ở ba ngày trước. Mày không phải quên tao rồi đấy chứ, Lý Kha chớp mắt, giống như hơi tuổi thân. Mẹ sư mày chơi ông, tao giờ bị người khác ghét rồi, mày không thể quên tao được khốn kiếp lúc màn đêm dần sâu không nhìn thấy ai nữa một sợi dây thừng tết bằng vải thô từ cửa sổ tầng hai phòng lý kha phát ra bên ngoài một bóng người từ trong cửa sổ từ từ leo xuống đến khi hắn đạp xuống đất hắn mới thở phào nhân lúc vẫn chưa có ai phát hiện vội vội vàng vàng chạy đến tường thấp bên ngoài nhà mình tung mình đi ra ngoài thật sự không muốn ở bên trong bị người khác chỉ trích nữa hắn cần đi ra ngoài yên lặng một chút, Lý Kha nghĩ. Cả đời mình chưa từng to gan như vậy. Nhưng lần này, hắn thật sự không muốn bị người khác khống chế như trước kia nữa. Hắn muốn tự do. Hết chương 260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.